Xin chào các bạn, hôm nay là buổi ôn tập thứ ba. Chúng ta sẽ tìm hiểu lại các kiến thức mà chúng ta đã học ở trong phần lập trình ứng dụng quản lý trên web. Trong phần này chúng ta sẽ ôn tập lại các kiến thức về MySQL cũng như cách chúng ta kết nối dữ liệu từ PHP vào MySQL như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở dữ liệu MySQL. Thì khi chúng ta làm việc với MySQL thì các toán tử mà chúng ta thường sử dụng ở trong MySQL thì lúc này chúng ta lưu ý thì nó có thể có các cái toán tử để cho phép chúng ta thực hiện ở trên các cái phép toán như số học hoặc là so sánh. Ngoài ra còn có các cái toán tử cho phép chúng ta thực hiện ở trên dữ liệu. Ví dụ như đây chúng ta có các cái phép toán, các cái toán tử để chúng ta kết hợp ở trong cái mệnh đề where hoặc là haven, hoặc là trong các cấu trúc điều khiển ở trong cái ngôn ngữ MySQL. Đầu tiên là toán tử về số học. Thì toán tử số học thì chủ yếu là cho phép chúng ta thực hiện các cái phép tính như là cộng trừ, nhân chia hoặc là chia lấy phần dư. Và lưu ý là khi chúng ta thực hiện các cái phép toán, nếu như biểu thức tính toán của chúng ta khá dài thì chúng ta nên đưa vào trong những cặp dấu ngoặc đơn để cho việc tính toán thứ nhất là nó được tường minh, và thứ hai là cái việc kiểm tra lỗi của ta sau này nó được dễ dàng hơn. Thì các toán tử trên số học gồm có các phép toán cơ bản như là cộng, trừ, nhân, chia và toán tử phần trăm. Toán tử phần trăm dùng để thực hiện phép chia lấy phần dư. Ví dụ chúng ta có số 10, chúng ta phần trăm cho 3 chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta sẽ được kết quả là 1, có nghĩa là 10 chia 3 sẽ được 3 nhưng mà dư 1. Vậy thì phần trăm, toán tử phần trăm lúc này nó sẽ thực hiện phép chia lấy phần dư. Ví dụ, chúng ta thực hiện biểu thức như thế này, 10 cộng 3 nhân 5 trừ 6 chia 2. Đó. Thì về nguyên tắc nếu mà chúng ta không đặt trong những cái cặp dấu ngoặc đơn, thì mức độ ưu tiên của phép toán nhân và phép chia nó sẽ cao hơn phép toán cộng và phép toán trừ. Cho nên trong trường hợp này nó sẽ thực hiện phép toán nhân và phép toán chia trước. Có nghĩa là nó sẽ lấy 3 nhân 5 rồi trừ cho 6 chia 2, là 6 chia 2 sẽ được 3. 3 nhân 5 sẽ là 15. Thì lúc này sẽ lấy 10 cộng 15 trừ đi 3. Hoặc là tương tự giống như cái ví dụ thứ hai này, chúng ta sẽ đặt 3 nhân 5 và 6 chia 2 trong cặp dấu ngoặc đơn. Nghĩa là phép toán nhân chia sẽ ưu tiên thực hiện trước. Hoặc là chúng ta có một con số là 107% cho 4. Có nghĩa là chúng ta đang thực hiện một phép chia nhưng lấy về phần số dư. Có nghĩa là 107 chia 4 chúng ta sẽ được 3 và sẽ sẽ được một con số nào đó và dư 3. 3 chính là số dư. Phép toán thứ hai là các toán tử so sánh. Thì có toán tử so sánh dùng để thực hiện các cái phép toán so sánh ở trong các cái biểu thức như là so sánh bằng, so sánh lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc là so sánh khác. Thì kết quả của các biểu thức sự kết hợp bằng phép toán so sánh thì kết quả của nó sẽ trả về giá trị là true hoặc false, cho biết rằng là biểu thức so sánh đó có giá trị đúng hoặc sai. Và toán tử so sánh có thể được sử dụng cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như là dữ liệu kiểu số, dữ liệu kiểu chuỗi, dữ liệu kiểu ngày giờ, v.v. Thì các phép toán so sánh thường dùng, chúng ta có so sánh bằng là chúng ta dùng dấu bằng. Thì phép toán này sử dụng để thực hiện so sánh bằng khi hai giá trị hoặc là hai biểu thức có giá trị là khác luôn thì nó mới so sánh được. Còn trường hợp mà chúng ta muốn so sánh ngay cả khi hai giá trị đem so sánh đều là null, lúc này chúng ta dùng toán tử so sánh bằng gồm có ba ký hiệu là dấu nhỏ hơn, dấu bằng và dấu lớn hơn viết liền nhau. Thì cái ký hiệu này được dùng để so sánh bằng ngay cả khi hai giá trị đem vào so sánh là hai giá trị null. Toán tử so sánh khác thì có hai cách viết, hoặc là chúng ta dùng dấu nhỏ hơn, lớn hơn viết liền nhau, hoặc là chúng ta dùng dấu chấm than và dấu bằng viết liền nhau. Thì đây chính là các toán tử dùng để thực hiện phép toán so sánh khác.
hoặc là so sánh nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn, lớn hoặc bằng. Thì đó là các phép toán tử so sánh ta thường sử dụng. À, đây là cái ví dụ để chúng ta thấy được cái các phép toán so sánh nó hoạt động như thế nào. À, ví dụ chúng ta có cái biểu thức thứ nhất. Biểu thức thứ nhất ha. Nghĩa là chúng ta có con số 1 và chúng ta so sánh bằng với số 0. Thì lúc này đây là một biểu thức so sánh sai. Thì kết quả nếu mà chúng ta thực hiện thông qua cái từ khóa select sẽ trả về giá trị là 0. À, hoặc là chúng ta có cái giá trị là 0.0, nhưng mà đây là chuỗi chúng ta so sánh với 0, thì khi chúng ta dùng chúng ta so sánh dùng câu lệnh select thì nó cũng trả về nó là 1, vì lúc này nó so sánh giá trị. Nó so sánh giá trị. Còn muốn so sánh và cho phép so sánh luôn cả giá trị null thì lúc này chúng ta dùng phép toán so sánh bằng, bao gồm ba ký hiệu là dấu nhỏ hơn, dấu bằng và dấu lớn hơn viết liền nhau. Ví dụ đây chúng ta có câu lệnh select 1 bằng 1, null bằng null, 1 bằng null. À, thì kết quả ta sẽ nhận được là 1 bằng 1 thì đây là một biểu thức đúng, hai giá trị này giống nhau. Hoặc là null so sánh bằng null thì đây cũng là một biểu thức đúng, vì hai giá trị null thì nó bằng nhau. Nhưng mà 1 so sánh bằng với null thì lúc này biểu thức này sẽ là sai, vì lúc này 1 không thể nào là null được. À, chúng ta có thể so sánh trên chuỗi. À, ví dụ đây chúng ta có chữ ZAP, nghĩa là một chuỗi gồm có 4 ký tự là ZAPP, và chúng ta so sánh với một chuỗi nữa gồm có 5 ký tự là ZAPPP. À, và đây ta dùng phép toán so sánh khác, lúc này biểu thức này sẽ trả về là 1, đây là một phép toán so sánh đúng. À, tương tự ta có so sánh 2 lớn bằng 2. Về toán tử luận lý, toán tử luận lý được dùng để kết hợp các biểu thức so sánh lại với nhau tạo thành một biểu thức tổng hợp. Thì các toán tử luận lý thường sử dụng chúng ta có là toán tử n, hoặc là viết chữ n, hoặc là chúng ta dùng hai dấu và viết liền nhau. Thì khi mà chúng ta dùng phép toán n để kết hợp hai biểu thức lại với nhau thì lúc này cái biểu thức tổng hợp sẽ trả về kết quả đúng khi và chỉ khi cả hai biểu thức đều có giá trị đúng. Toán tử thứ hai là toán tử o. Toán tử o có thể viết là o hoặc là hai dấu gạch đứng viết liền nhau. Thì trường hợp này nếu chúng ta kết hợp hai biểu thức so sánh lại với nhau thông qua toán tử o thì lúc này biểu thức tổng hợp sẽ có giá trị là đúng khi có một trong hai biểu thức có giá trị đúng, hoặc là cả hai có giá trị đúng. Vậy trường hợp này nếu mà chúng ta so sánh bằng phép toán tử o thì biểu thức tổng hợp chỉ trả về giá trị sai khi và chỉ khi cả hai biểu thức so sánh đều trả về kết quả là sai. Phép toán thứ ba là phép toán so. Phép toán so thì phép toán này nếu chúng ta dùng để kết hợp hai biểu thức so sánh lại với nhau, nếu một trong hai biểu thức có giá trị đúng thì biểu thức tổng hợp sẽ có giá trị đúng. Nhưng nếu cả hai biểu thức đều trả về giá trị đúng, cả hai biểu thức đều đúng, thì lúc này cái biểu thức tổng hợp sẽ có giá trị sai. Đó, có nghĩa là phép toán so này, toán tử so này chỉ trả về giá trị true khi một trong hai biểu thức so sánh có giá trị true, hoặc là cả hai biểu thức có giá trị false, thì lúc này phép toán so sánh mới so mới phép toán so mới trả về giá trị là true. Còn ngược lại, nếu mà cả hai biểu thức so sánh đều đúng, đều trả về true, thì toán tử so này sẽ trả về giá trị false. Toán tử luận lý thứ tư là toán tử phủ định, thì ta có thể viết là not hoặc là dấu chấm than. À, vậy thì nếu biểu thức của chúng ta có giá trị sai thì khi chúng ta kết hợp với toán tử not hoặc là chấm than chúng ta sẽ nhận được kết quả là đúng. Và ngược lại, nếu như biểu thức có giá trị đúng thì khi chúng ta dùng toán tử not hoặc là chấm than chúng ta sẽ nhận được giá trị là false. Đây là ví dụ về sử dụng toán tử luận lý. Ví dụ ta có phép toán n, trường hợp này biểu thức 1 lớn hơn 2 là một biểu thức sai, mặc dù biểu thức 1 lớn nhỏ hơn 3 là biểu thức đúng, nhưng do chúng ta kết hợp bằng phép toán n cho nên trường hợp này biểu thức trả về giá trị false, giá trị là 0.
Rồi thứ hai chúng ta có một biểu thức là 9 cộng 1 bằng 10, đây là một biểu thức tính toán ha. Và biểu thức thứ hai ta có là 10 bằng 10, thì đây cũng là một biểu thức so sánh. Thì chúng ta thấy hai biểu thức này đều trả về giá trị là true hết, thì khi đó chúng ta kết hợp bằng toán từ n thì biểu thức tổng hợp sẽ có giá trị là true. Và tương tự cho phép toán O cũng vậy. À, ví dụ ta có cái biểu thức 3 lớn 2 là một biểu thức có giá trị true, giá trị đúng. À, nhưng mà biểu thức 5 lớn hơn 9 lại là một biểu thức có giá trị sai, à, trả về false. À, nhưng mà lúc này biểu thức tổng hợp của chúng ta vẫn trả về giá trị là true. Vẫn trả về giá trị true. Có nghĩa rằng là chỉ cần một trong hai biểu thức so sánh có giá trị là true thì toàn bộ biểu thức tổng hợp sẽ trả về giá trị là true. À, tương tự cho phép toán toán từ so cũng vậy. Thì toán từ so sẽ trả về giá trị là true khi một trong hai biểu thức chúng ta kết hợp nó có giá trị là sai. Còn ngược lại, nếu mà cả hai biểu thức đều có giá trị true thì lúc này biểu thức tổng hợp sẽ có giá trị là sai, sẽ có giá trị là false. À, bước tiếp theo chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức về các câu lệnh SQL, các phát biểu SQL ở trong hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Đầu tiên là câu lệnh select. Thì câu lệnh select chúng ta sẽ có dạng truy vấn select from đơn giản. Rồi từ cái dạng đơn giản đó chúng ta mới phát triển ra các cái dạng mở rộng như là có sắp xếp dữ liệu, hoặc là có lọc dữ liệu theo cái điều kiện, hoặc là có nhóm dữ liệu, vân vân. Đầu tiên là câu lệnh truy vấn select đơn giản. Thì mục tiêu của truy vấn select là dùng để lọc ra hoặc để lấy ra dữ liệu của các cột được chỉ định trong một bảng nào đó. Thì cú pháp của trường hợp truy vấn select đơn giản là select danh sách các cột rồi from tên bảng. Thì trong đó danh sách các cột là tên của các cột ở trong bảng dữ liệu mà chúng ta cần lấy dữ liệu về. Ví dụ chúng ta có yêu cầu là hiển thị thông tin của các hãng sữa có trong bảng hãng sữa, đã gồm có các cột như là mã hãng, tên hãng và điện thoại. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh là select mã hãng sữa phẩy tên hãng sữa phải điện thoại rồi from tên bảng cần lấy dữ liệu. Ví dụ lúc này ta có là bảng hàng sữa. Đó. Vậy thì khi chúng ta thực hiện câu lệnh select, nếu như trong câu lệnh select chúng ta có lấy về danh sách các cột, có lấy về nhiều cột khác nhau, thì tên của các cột đó phải được phân cách nhau bằng dấu phẩy. Ngoài ra, trường hợp chúng ta muốn lấy về tất cả các cột hiện có trong bảng, có nghĩa là trong bảng có bao nhiêu cột chúng ta sẽ lấy về hết, là sẽ truy xuất dữ liệu hết. Thì lúc này chúng ta có thể dùng dấu sao. Chúng ta có thể dùng dấu sao để đại diện, để thay thế cho tất cả các cột có trong bảng. Đó. Ví dụ chúng ta có yêu cầu là hiển thị thông tin hóa đơn gồm toàn bộ các cột có trong bảng hóa đơn. Có nghĩa là trong bảng hóa đơn có bao nhiêu cột thì chúng ta sẽ lấy về dữ liệu của tất cả những cột đó. Lúc này ta xem câu lệnh select sao from hóa đơn, select sao from hóa đơn. Và thì lúc này MySQL nó sẽ thực hiện câu lệnh truy vấn là trả về chúng ta danh sách tất cả các cột, dữ liệu của tất cả các cột có trong bảng hóa đơn. Dạng truy vấn thứ hai là truy vấn có sắp xếp dữ liệu. Truy vấn có sắp xếp dữ liệu. Có nghĩa là chúng ta sử dụng câu lệnh select from đơn giản kết hợp thêm với mệnh đề order by, kết hợp với mệnh đề order by để lấy dữ liệu của các cột trong bảng, đồng thời sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Thì cú pháp sẽ là select danh sách các cột from tên bảng, order by tên cột sắp xếp, rồi có thể có thêm từ khóa DESC
DSC, viết tắt của từ khóa là descending. Thì mặc định cột sẽ được sắp xếp tăng dần. Cột sẽ được sắp xếp tăng dần. Cứ nghĩa rằng là mặc định khi chúng ta không nói rõ ràng là sắp xếp đó là sắp xếp tăng hay là giảm, thì lúc này nó sẽ hiểu đó là sắp xếp tăng dần. Có trường hợp nếu chúng ta muốn sắp xếp dữ liệu theo một cái cột nào đó với thứ tự là giảm dần, thì phía sau tên cột sắp xếp, phía sau tên cột sắp xếp chúng ta phải có thêm từ khóa DESC để chỉ ra rằng là cái cột đó sẽ được sắp xếp giảm dần. Dạng kế tiếp là truy vấn có sắp xếp dữ liệu. Ví dụ ta có một yêu cầu là hiển thị thông tin các hãng sữa có trong bảng hãm sữa, gồm có mã hãng, tên hãng, email, và có thể sắp xếp dữ liệu theo cột tên hãng sữa tăng dần. Vậy thì lúc này chúng ta thực hiện có là như sau: select mã hãng sữa, tên hãng sữa, phải email from hãng sữa, nghĩa là chúng ta hay là câu lệnh truy vấn lấy về các cột có trong bảng hãng sữa. Rồi sau đó có yêu cầu là sắp xếp dữ liệu theo cột tên hãng sữa tăng dần. Rồi chúng ta dùng bên đây là order by, rồi tên hãng sữa. Thì khi chúng ta gọi order by tên hãng sữa mà chúng ta không chỉ ra cái từ khóa DSC, có nghĩa lúc này nó sẽ ngầm định, nó hiểu rằng dữ liệu được sắp xếp theo cột tên hãng sữa và sắp xếp tăng dần. Tương tự như vậy, nhưng nếu lúc này chúng ta sửa lại yêu cầu, có nghĩa là tên cột dữ liệu theo cột sẽ được sắp xếp theo cột tên hãng sữa giảm dần. Thì trường hợp này sau khi chúng ta dùng mệnh đề order by và ta liệt kê các cột tên cột sắp xếp thì bắt buộc phải có thêm từ khóa DSC. Trường hợp truy vấn có điều kiện, truy vấn có điều kiện, có nghĩa là ta muốn lọc lại dữ liệu cho câu lệnh truy vấn, thì lúc này chúng ta sử dụng cú pháp select from kết hợp với mệnh đề where. Mệnh đề where ví dụ ta xem cú pháp của câu lệnh select trong trường hợp có điều kiện: select danh sách cột from tên bảng, rồi where điều kiện lọc, where điều kiện lọc order by tên cột sắp xếp và vân ngoặc DSC. Và khi chúng ta xây dựng các cái biểu thức, các cái điều kiện lọc, thì các cái phép toán mà chúng ta thường sử dụng gồm có các phép toán so sánh như là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, và so sánh khác. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể gặp các cái phép toán sử dụng trên dữ liệu logic, đó là toán AND, OR, NOT, IN, NOT IN, BETWEEN, LIKE và NOT LIKE. Đó, các cái phép toán mà chúng ta sử dụng bên trong cái điều kiện lọc. Ví dụ chúng ta có yêu cầu hiển thị thông tin của các hãng sữa ở trong bảng hãng sữa, thông tin liệt kê ở trong bảng sữa gồm có là mã sữa, tên sữa, mã hãng và đơn giá. Rồi ngoài thêm có một yêu cầu nữa là khi chúng ta thực hiện truy vấn như vậy thì
Lúc này chúng ta chỉ được chọn ra các sữa có mã hạn sữa là AB, có nghĩa là các cái mã hạn, các cái mã sữa, mã hạn sữa nó chỉ là do có hai cái từ là AB, rồi sau đó có thể là các cái từ khác bất kỳ. Vậy ta xem câu lệnh select trong trường hợp này sẽ là select mã sữa, tên sữa, mã hạn sữa và đơn giá. Nghĩa là lúc này trong câu lệnh select chúng ta có tới 4 cột. Rồi điều kiện chúng ta lúc này là chỉ liệt kê các sữa có mã hạn sữa là AB thôi. Lúc này ta dùng cái điều kiện where mã hạn sữa bằng AB. Ví dụ hiển thị các thông tin trong bảng sữa gồm mã sữa, tên sữa, trọng lượng, sao cho chỉ chọn ra các sữa với tên sữa có từ Dialac hoặc tên sữa có từ Enfa và trọng lượng bằng 400, 500 hoặc 600 kW, 600 gram và trọng lượng bằng 400 gram, 500 gram hoặc là 900 gram. Yêu cầu chúng ta sẽ là hiển thị các thông tin trong bảng sữa gồm mã sữa, tên sữa, trọng lượng và yêu cầu để chúng ta lọc dữ liệu là chỉ chọn ra các sữa có tên, trong tên sữa có từ Dialac và hoặc là trong tên sữa có từ Enfa và trọng lượng bằng 400, 500 hoặc là 900 gram. Thì lúc này chúng ta thực hiện câu lệnh select như sau: select mã sữa, tên sữa, phải trọng lượng from bảng sữa. Và điều kiện chúng ta sẽ là where tên sữa like phần trăm Dialac phần trăm or tên sữa like Enfa phần trăm. Nghĩa là chúng ta sẽ dùng phép toán like để chúng ta so sánh, ở đây ta so sánh gần đúng. Vì lúc này cái từ Dialac và cái từ Enfa này nó có thể nằm ở đầu của tên sữa hoặc là có thể nằm ở giữa của tên sữa hoặc có thể nằm ở cuối cùng của tên sữa. Ở đây ta dùng phép toán like để so sánh gần đúng và ta dùng dấu phần trăm, dùng chuỗi cái từ dấu hiệu với phần trăm như thế này để đại diện cho các cái tên ở bên trong nó có cái chữ Dialac và phần phía trước, phần phía sau của chữ đó là cái gì cũng được. Rồi điều kiện thứ hai có nghĩa là trọng lượng nó phải bằng 400 hoặc là 500 hoặc là 900 gram. Thì lúc này chúng ta có thể dùng cái biểu thức sẵn là trọng lượng in 400,500,900. Nghĩa là lúc này nếu như trọng lượng chúng ta là rơi vào một trong ba giá trị như thế này, nó sẽ liệt kê ra kết quả. Ngoài ra thì khi sử dụng mệnh đề where thì chúng ta có thể sử dụng mệnh đề where để liên kết dữ liệu của nhiều bảng, để liên kết dữ liệu của nhiều bảng trong cùng một truy vấn. Thì cú pháp sẽ là danh sách, select danh sách các cột from tên bảng 1, tên bảng 2. Sau đó mới là where tên bảng 1 chấm tên cột bằng tên bảng 2 chấm tên cột. Và sau đó chúng ta cũng có thể order by để sắp xếp các cột. Ví dụ hiển thị thông tin các sữa trong bảng sữa gồm mã sữa, tên hãng sữa, sao cho chỉ chọn ra các sữa có mã hãng sữa khác DL và DS và VNM. Ta xem trường hợp này, ví dụ ta sẽ mô tả như thế nào. Lúc này ta thực hiện có lệnh là select mã sữa, tên sữa, tên hãng sữa, from hãng sữa phẩy sữa. Rồi sau đó chúng ta xét cái mệnh đề where để nối kết dữ liệu giữa hai bảng là bảng sữa và bảng hãng sữa. Thì lúc này cú pháp sẽ là hãng sữa chấm mã hàng sữa bằng sữa chấm mã hàng
và hàng sữa. Vậy thì lúc này chúng ta có thể dùng phần mềm DWE để liên kết dữ liệu. Rồi sau đó chúng ta sẽ là sữa chấm mã hãng sữa và là not in, nghĩa là chúng ta loại ra các cái giá trị mà ta đã cho. Ví dụ đây người ta đã cho ba cái giá trị là DL, DS và VMP. Thì trường hợp này chúng ta muốn liệt kê ra những cái mặt hàng sữa mà cái mã hàng sữa không nằm trong ba cái giá trị mà người dùng đã đưa ra. Bây giờ đây là DL, DS và VNM. Lúc này chúng ta có thể dùng vấn đề là not in. Not in DL phải DS phải VNM. Dạng truy vấn kế tiếp là truy vấn nhóm dữ liệu. Truy vấn nhóm dữ liệu. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh select from kết hợp với mệnh đề group by. Kết hợp với mệnh đề group by. Vậy thì mệnh đề group by giúp cho việc nhóm dữ liệu trên các dòng dữ liệu trong bảng theo một cái trình tự nào đó. Ngoài ra nó cũng cho phép chúng ta sử dụng thêm các hàm tính toán thống kê đi kèm để tính toán dữ liệu theo một cái dạng thống kê được chỉ định. Chúng ta xem cú pháp select danh sách các cột hoặc là hàm thống kê, rồi extend là ta đặt lại tên cho cái kết quả được trả về với hàm thống kê, rồi from tên bảng, where điều kiện lọc, và phía sau nữa sẽ là group by danh sách các cột nhóm dữ liệu và order by tên cột sắp xếp hoặc DSC. Thì khi chúng ta làm việc với truy vấn, lúc này chúng ta sẽ thường gặp các cái hàm mang tính chất thống kê như sau. Hàm thứ nhất là hàm AVG. Hàm này dùng để tính giá trị trung bình theo nhóm trong câu lệnh truy vấn. Hàm thứ hai là hàm count, trả về số lượng mẫu tin theo từng nhóm ở trong câu lệnh truy vấn cho bạn, có thể cho biết là việc nhóm gì đó ta lấy được bao nhiêu mẫu tin. Hàm thứ ba là hàm min, trả về giá trị nhỏ nhất theo nhóm. Rồi hàm thứ tư là hàm max, và cuối cùng ta có hàm sum, trả về tổng của các giá trị theo một nhóm nào đó được chỉ định. Đối với truy vấn nhóm dữ liệu group by thì việc căn cứ vào cái bảng chi tiết như vậy á, thì bây giờ chúng ta sẽ có nhu cầu là thống kê thêm tổng số tiền của mỗi hóa đơn và sắp xếp dữ liệu tăng dần theo tổng số tiền. Lúc này ta xem câu lệnh thực hiện như thế nào. Select số hóa đơn phẩy sum số lượng nhân đơn giá s tổng số tiền. Có nghĩa là lúc này chúng ta thấy là cái biểu thức đây là một biểu thức tính toán số lượng nhân đơn giá và ta dùng hàm sum. Rồi from chi tiết hóa đơn, order by số hóa đơn, group by số hóa đơn và order by sum số lượng nhân đơn giá. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhóm theo số hóa đơn, và group by có nghĩa là cái phần mà group by là cái phần nhóm, chúng ta sẽ nhóm theo số đơn, và phần order by là cái phần sắp xếp dữ liệu. Ở đây chúng ta sẽ sắp xếp theo cái cột là tổng số tiền, cái này sẽ là sum của số lượng nhân đơn giá. Và một vấn đề nữa đó là sử dụng điều kiện lọc nhóm Heaven.
là sau khi chúng ta đã thực hiện lọc dữ liệu cho truy vấn bằng mệnh đề where, và bây giờ chúng ta muốn lọc lại dữ liệu sau khi đã gom nhóm dữ liệu bằng mệnh đề drop by. Lúc này ta xem cú pháp select danh sách các cột phẩy hàm thống kê rồi extend. Rồi from tên bảng và where điều kiện lọc, group by danh sách các cột nhóm dữ liệu. Rồi cái tiếp là heaven điều kiện lọc sau khi nhóm. Rồi sau khi chúng ta lọc dữ liệu bằng mệnh đề heaven thì ta có thể có thêm mệnh đề order by để thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu. Vậy thì cú pháp của câu lệnh select thì đầu tiên thì là từ khóa select để chọn về danh sách tên các cột. Thứ hai là from. Thứ ba là where điều kiện lọc. Và thứ tư là group by danh sách các cột nhóm dữ liệu. Và heaven điều kiện lọc dữ liệu sau khi thực hiện tạo nhóm. Ví dụ, thống kê số lượng sữa của mỗi hãng sữa sao cho chỉ lọc ra những hãng sữa có số lượng sữa lớn hơn 5. Lúc này ta xem câu lệnh select. Select mã sữa hãng sữa chấm mã sữa phẩy tên hãng sữa rồi phẩy count mở ngoặc sữa chấm mã sữa. Rồi, lúc này chúng ta thấy là cái dữ liệu thứ nhất là tên hãng sữa thì bắt buộc chúng ta phải dựa vào cái bảng hãng sữa để ta lấy được tên hãng sữa. Còn ở trong bảng hãng sữa cũng có mã hãng sữa. Rồi, ở trong bảng sữa chúng ta thấy nó cũng có cột mã hãng sữa. Cho nên lúc này chúng ta phải nói rõ ra là cái field đó nó thuộc về bảng nào. À, qua là cái ví dụ thống kê số lượng sữa của mỗi hãng sữa sao cho chỉ lọc ra những hãng sữa có số lượng sữa lớn hơn 5. Và thì lúc này ta thấy là ở trong trong bảng hãng sữa chúng ta sẽ có một cột đó là số lượng sữa, nghĩa là chúng ta sẽ thống kê lại xem là đã sữa bao nhiêu lần. Và số lượng này là số lượng mà chúng ta cần tính toán. Vậy thì lúc này ta thực hiện câu lệnh là select hãng sữa chấm mã hãng sữa phải tên hãng sữa phải count sữa chấm mã sữa. Rồi sau đó ta đặt cho nó cái tên add số lượng sữa from bảng hãng sữa phải bảng sữa và where hãng sữa chấm mã hãng sữa bằng sữa chấm mã hãng sữa. Có nghĩa là lúc này cái thành phần where này mình để where, chúng ta lưu ý rằng là có thể dùng để nối kết dữ liệu giữa hai bảng. Đây ta đang so sánh kết hợp giữa bảng sữa và bảng hãng sữa. Rồi group by mã hãng sữa phải tên hãng sữa. Rồi lúc này trong câu lệnh select nếu như có sử dụng cái hàm tính toán thống kê thì khi chúng ta sử dụng câu lệnh group by chúng ta chỉ liệt kê các cột nào mà chưa được tính toán thôi. Còn những cột nào được tính toán thống kê thì chúng ta không có đưa vào trong group by nữa. Và cuối cùng là heaven count mở ngoặc sữa chấm mã sữa lớn hơn 5. Rồi, trong câu lệnh select thì chúng ta sẽ gặp đến một trường hợp đó là giới hạn mẫu tin limit. Thì trong câu lệnh select from chúng ta có thể kết hợp với mệnh đề limit n và n để giúp ra lấy m mẫu tin có trong bảng tính và sẽ được lấy tính từ vị trí của n.
Ví dụ ta xem cú pháp select danh sách các cột phẩy hàm thống kê S10. Rồi from tên bảng. Để ta xem lại cái cú pháp tổng hợp phá này. Ta thấy đây chính là cái câu lệnh select đầy đủ mà chúng ta mới vừa tìm hiểu. Ngoài ra nó có thêm từ khóa limit ở cuối cùng. Limit n phẩy m. Ví dụ cho biết ba sữa trong bảng sữa có đơn giá lớn nhất, gồm các thông tin là mã sữa, tên sữa, đơn giá và trọng lượng. Thì là đây ta có yêu cầu là lấy ra ba cái sữa trong bảng, ba sữa trong bảng sữa có đơn giá lớn nhất. Vậy thì với yêu cầu như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện lấy về các thông tin được yêu cầu, gồm có mã sữa, tên sữa, đơn giá và trọng lượng từ cái bảng sữa, và thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu giảm dần theo cột đơn giá để chúng ta đưa các cái sản phẩm có đơn giá cao nhất, lớn nhất thì nó sẽ nằm ở phía trên. Đó là sẽ là order by, đơn giá, rồi cách khoảng trắng DEC, tức là ta đang sắp xếp giảm dần. Sau đó ta dùng mệnh đề limit, limit 0,3. Có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện thao tác là lấy về 3 mẫu tin, bắt đầu từ vị trí mẫu tin thứ 0 là mẫu tin đầu tiên, và ta lấy về 3 mẫu tin. Dạng truy vấn lựa chọn select nữa đó chính là truy vấn con. Vì truy vấn con là truy vấn sẽ trả về một cái kết quả, và kết quả đó lại được dùng để so sánh với truy vấn cha ở bên ngoài. Và truy vấn con cũng là một truy vấn select được lồng vào bên trong một câu lệnh truy vấn khác, và mục tiêu là dùng để thực hiện các cái phép toán so sánh cho phép thực hiện các cái truy vấn tính toán phức tạp. Khi sử dụng truy vấn con thì chúng ta có hai cái lưu ý chính mà chúng ta phải nhớ. Thứ nhất là truy vấn con phải được đặt trong cặp giống hoặc đơn. Và thứ hai, truy vấn con chỉ có thể tham chiếu đến một cột hoặc một biểu thức. Nghĩa là bên trong select của truy vấn con chỉ được có lấy về một cột hoặc là một biểu thức mà thôi. Rồi trường hợp truy vấn con trả về một giá trị. Ở đây chúng ta lưu ý là truy vấn con thì nó có hai dạng, truy vấn con trả về một giá trị và truy vấn con trả về nhiều giá trị. Thì đối với truy vấn con trả về một giá trị thì đó là truy vấn mà kết quả của nó là một giá trị duy nhất. Ví dụ hãy cho biết sản phẩm sữa nào có trọng lượng lớn nhất. Cho biết sản phẩm sữa nào có trọng lượng lớn nhất. Vậy đầu tiên chúng ta phải đi tính ra được trọng lượng lớn nhất của các sản phẩm là bao nhiêu. Đầu tiên chúng ta sẽ đi thực hiện truy vấn lấy về cái trọng lượng lớn nhất. Lúc nãy ta thực hiện câu lệnh là select max và ngoặc trọng lượng đóng ngoặc from sữa, nó phải đi lấy về cái trọng lượng lớn nhất. Rồi thì lúc này sau khi chúng ta đã xây dựng được câu lệnh truy vấn con để lấy về cái trọng lượng lớn nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh truy vấn này để làm điều kiện so sánh trong mệnh đề where. Lúc này ta xem cái truy vấn tổng hợp sẽ là select mã sữa phẩy tên sữa phẩy trọng lượng. Chúng ta lấy về ba cột và chúng ta cần hiển thị from sữa where trọng lượng bằng mở ngoặc đơn select max trọng lượng from sữa đóng ngoặc đơn. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy về
những cái mặt hàng sữa nào mà có trọng lượng bằng với cái trọng lượng lớn nhất mà hồi nãy chúng ta đã tìm được. Còn trường hợp truy vấn con trả về danh sách các giá trị, có nghĩa là có đợt truy vấn nó trả về nhiều giá trị khác nhau, thì lúc này chúng ta sử dụng toán tử in hoặc là not in, dùng để so sánh một phần tử nào đó có thuộc hay là không thuộc tổng hợp các giá trị đã được liệt kê hay không. Ví dụ, cho biết các khách hàng nào chưa mua hàng. Cho biết các khách hàng nào chưa mua hàng. Có nghĩa là chưa có thông tin về khách hàng đó ở trong bảng hóa đơn. Có nghĩa là khách hàng đó chưa có trong bảng hóa đơn. Lúc này nhiệm vụ đầu tiên ta sẽ đi tìm ra danh sách các khách hàng đã mua hàng. Danh sách các khách hàng đã mua hàng. Nên là chúng ta sẽ lấy về mã khách hàng ở trong bảng hóa đơn. Select mã khách hàng from hóa đơn. Chúng ta sẽ được một cái danh sách là các cái mã khách hàng. Nhưng mà mã khách hàng này đã có trong bảng hóa đơn rồi, tức là đã thực hiện mua hàng rồi. Rồi bước kế tiếp chúng ta mới đi lọc ra những khách hàng chưa mua hàng. Để ta xem câu lệnh truy vấn tổng hợp select mã khách hàng from khách hàng where mã khách hàng not in, rồi mở ngoặc đơn select mã khách hàng from hóa đơn. Vậy thì câu lệnh truy vấn con ở bên trong á, chúng ta đang thực hiện thao tác là lấy về danh sách các mã khách hàng đã có hóa đơn, select mã khách hàng from hóa đơn. Và do trường hợp này chúng ta thấy là câu lệnh truy vấn con nó sẽ trả về nhiều giá trị khác nhau. Và chúng ta sử dụng toán tử not in để kiểm tra là cái mã khách hàng đó có nằm trong danh sách mà chúng ta mới vừa tạo hay không. Ở đây điều bạn yêu cầu là liệt kê khách hàng chưa mua hàng, và mã khách hàng đó phải chưa có trong hóa đơn, cho nên chúng ta phải dùng toán tử not in. Và làm việc với các toán tử so sánh thì chúng ta lưu ý rằng là các toán tử so sánh thường được sử dụng trong truy vấn con, có thể là các toán so sánh lớn hơn, lớn hơn bằng, nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng, lớn hơn bằng, so sánh khác. Và các toán so sánh này thì thông thường người ta chỉ sử dụng khi truy vấn con trả về một giá trị mà thôi. Thì còn trường hợp truy vấn con trả về nhiều giá trị thì sao? Thì lúc này chúng ta có thể kết hợp thêm các cái toán tử, ví dụ như là any, some, all, in, not in, exist và not exist. Vậy thì khi ta kết hợp nó sẽ có quy tắc như sau. Ví dụ chúng ta có cái toán là bằng any, nó sẽ tương đương với toán tử on. Xin lỗi, toán tử in. Bằng any thì nó sẽ tương đương với in. Và khác all thì nó sẽ tương đương với là not in. Not in tương đương với lại khác all. Ví dụ chúng ta thực hiện câu lệnh là viết lại câu lệnh truy vấn vừa rồi, như là cho biết các khách hàng nào chưa mua hàng. Nhưng lúc này chúng ta không sử dụng toán tử not in nữa, mà chúng ta sử dụng cái toán tử khác. Thì chúng ta xem cái ví dụ lúc này đó là select mã khách hàng from khách hàng where mã khách hàng khác all. Ở đây ta lưu ý là khác ôn, viết liền nhau. Rồi mở ngoặc đơn select mã khách hàng from hóa đơn, đóng ngoặc đơn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng từ khóa exist hoặc là not exist để kiểm tra tính tồn tại hay là không tồn tại của dữ liệu. Và lưu ý là sau cái từ khóa exist hoặc là not exist á, thì câu lệnh truy vấn con chúng ta sẽ trả về một tập hợp rỗng hoặc là có phần tử. Ví dụ tìm những khách hàng chưa mua hàng, lúc này chúng ta sẽ dùng cái toán là not exist hoặc là toán từ exist. Với trường hợp này là chưa mua hàng, chúng ta dùng toán từ not exist sẽ là select mã khách hàng from khách hàng where not exist.
not exit, mở ngoặc slash sao from hóa đơn where khách hàng chấm mã khách hàng bằng hóa đơn chấm mã khách hàng. Đó là câu remote con lúc nãy ta đang lấy về là danh sách các cái khách hàng đã mua hàng. Và điều kiện lúc này chúng ta kết hợp với cái mã khách hàng ở trong mã khách hàng nữa, nên trường hợp nào nếu mà nó tồn tại tức là khách hàng nó đã mua hàng rồi, còn nếu chưa tồn tại thì nó có nghĩa là khách hàng nó chưa mua hàng. Câu lệnh truy vấn kế tiếp đó là truy vấn thêm dữ liệu. Khi câu lệnh truy vấn thêm dữ liệu chính là lệnh insert into. Lệnh insert into được dùng để thêm mới một hay nhiều dòng dữ liệu vào bên trong một bảng. Và khi thêm thì chúng ta có thể thêm một cái giá trị trực tiếp, một giá trị cụ thể nào đó, hoặc là thêm với dữ liệu được lấy từ các bảng khác. Trường hợp thêm dữ liệu với giá trị được lấy trực tiếp thì cú pháp sẽ là insert into tên bảng, rồi sau đó ta sẽ truyền vào danh sách các cột có trong bảng, thì danh sách các cột này là tùy chọn values và hóa đơn danh sách các giá trị. Ví dụ ta có yêu cầu là thêm mới một khách hàng với các thông tin như sau vào trong bảng khách hàng. Mã khách hàng là K007, họ tên là Phan Nam, phái là 0 tương đương với giá trị là nam, địa chỉ là 12A Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và điện thoại là 8497625, email là fannam@yahoo.com. Thì lúc này đây là những cái giá trị được thêm vào trực tiếp. Thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, insert into khách hàng, mở ngoặc mã khách hàng, phải tên khách hàng, phải phái, phải địa chỉ, phải điện thoại, phải email. Nên là ta sẽ liệt kê tên của các cột có trong bảng khách hàng. Rồi values, mở hóa đơn chuỗi KH001, rồi Phan Nam, rồi phải 0, rồi 12A Pasteur, quận 1, Hồ Chí Minh, rồi điện thoại 8497625 và chỉ email. Hoặc là ta có thể dùng cách thứ hai. Cách thứ hai là chúng ta không cần liệt kê danh sách các cột cần thêm, thì lúc này sẽ là insert into khách hàng values và mở hóa đơn KH001 Phan Nam và ta truyền giá trị vào cho value. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cách thứ nhất, có nghĩa là liệt kê danh sách các cột có trong bảng cần thêm, thì lưu ý là chúng ta phải gõ cho đúng tên cột, có nghĩa là ta phải nhớ tên cột trong bảng đó là tên cột là gì. Và trường hợp thứ hai, nếu chúng ta dùng cách thứ hai thì chúng ta không cần phải nhớ tên cột trong bảng được khai báo với tên là gì, nhưng lúc này khi chúng ta không chỉ ra danh sách tên các cột thì nó sẽ hiểu rằng nó sẽ thêm vào cho tất cả các cột có trong bảng. Và với trường hợp này chúng ta phải truyền vào danh sách các cái giá trị đúng với lại các cột có trong bảng. Ví dụ trong bảng khách hàng có 4 cột thì chúng ta phải truyền vào đúng 4 giá trị. Trường hợp thêm dữ liệu với dữ liệu được lấy từ bảng khác. Thì lúc này chúng ta kết hợp giữa câu lệnh truy vấn insert và lệnh select. Thì cú pháp nó sẽ là insert into tên bảng, rồi mở ngoặc lên danh sách các cột cần thêm. Sau đó sẽ là select danh sách cột lấy dữ liệu from tên bảng nguồn where điều kiện lọc dữ liệu. Và lúc này chúng ta không có thành phần values nữa. Đó. Thì trong đó danh sách các cột cần thêm dữ liệu và danh sách các cột lấy dữ liệu nó phải tương ứng với nhau. Tương ứng với nhau có nghĩa là số lượng các cột cần thêm dữ liệu là bao nhiêu cột thì số lượng danh sách các cột lấy dữ liệu cũng phải là bấy nhiêu cột. Và thứ tự của các cột cần thêm dữ liệu trong cái bảng chúng ta cần thêm như thế nào thì thứ tự của các cột chúng ta lấy dữ liệu nó cũng phải tương ứng như vậy. Ví dụ chúng ta có yêu cầu là thêm vào bảng CT hóa đơn 07/2007, tức là ta muốn thêm dữ liệu vào bảng chi tiết hóa đơn tháng 7 năm 2007, và lưu ý là bảng này bắt đầu chưa có dữ liệu với các cái chi tiết hóa đơn bán sữa của tháng 7 năm 2007.
Rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng chi tiết hóa đơn 0707 để lưu dữ liệu của các hóa đơn bán hàng trong tháng 7 năm 2007. Lúc này ta thực hiện câu lệnh là insert into. Insert into đó là tên bảng cần thêm. Lúc này sẽ là CT hóa đơn 07207. Rồi sau đó sẽ là select chi tiết hóa đơn chấm số hóa đơn. Rồi phẩy mã sửa, phẩy số lượng, phẩy đơn giá. From bảng chi tiết hóa đơn, phẩy hóa đơn. Rồi where chi tiết hóa đơn chấm số hóa đơn bằng hóa đơn chấm số hóa đơn. Rồi and month của ngày hóa đơn bằng 7 and year ngày hóa đơn bằng 2007. Thì chúng ta đang lấy ra các cái mặt hàng đã được bán trong tháng 7 năm 2007. Và sau đó chúng ta thêm vào cho cái bảng chi tiết hóa đơn 07/2007. Hoặc là trong MySQL thì chúng ta cũng có thể thêm dữ liệu trực tiếp thông qua cái giao diện đồ họa. Nghĩa là lúc này trong cơ sở dữ liệu chúng ta chọn vào bảng muốn thêm dữ liệu, sau đó chúng ta nhấn vào cái nút lệnh Insert phía trên đầu của cửa sổ. Chúng ta nhấn vào nút Insert. Lúc này nó sẽ hiện ra một cái màn hình cho phép ta thêm mới. Mặc định thì nó cho phép chúng ta thêm một lúc hai mẫu tin. Rồi bước 2 thì trong màn hình thêm mới như vậy, chúng ta sẽ lần lượt nhập thông tin cho từng mẫu tin. Sau khi nhập hoàn tất thì chúng ta sẽ lựa chọn cái việc nhập dữ liệu này. Nó sẽ được thực hiện như thế nào? Thì lúc này ở phía dưới của sổ thêm dữ liệu thì chúng ta sẽ có hai cái combo. Thứ nhất nó cho phép ta chọn là insert as new row, có nghĩa là ta cho phép thêm vào giống như một dòng mới. Rồi and then go back to previous page, có nghĩa là sau khi thêm trở về cái trang trước đó mà chúng ta đang đứng. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn lại giá trị là thay vì trở về trang trước đó thì chúng ta lại tiếp tục thêm một tiếng khác. Và từ lúc này chúng ta sẽ thay thế cái go back to previous page này bằng insert another new row. Nó sẽ sau khi thêm tự động sẽ tiếp tục thêm một tiếng mới. Và bước thứ 5 là chúng ta nhấn vào nút go để hoàn thành việc thêm mới dữ liệu thông qua cái giao diện đồ họa. Câu lệnh kế tiếp mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là câu lệnh cập nhật dữ liệu. Thì cập nhật dữ liệu cũng tương tự như thêm dữ liệu, nghĩa là chúng ta có thể cập nhật với giá trị trực tiếp do chúng ta truyền vào, hoặc là với dữ liệu được lấy từ các bảng khác. Trường hợp cập nhật dữ liệu với giá trị được lấy trực tiếp thì chúng ta sử dụng cú pháp là update tên bảng set tên cột bằng giá trị hoặc tên cột bằng một cái biểu thức nào đó. Where điều kiện cập nhật. Ví dụ chúng ta có yêu cầu là cập nhật lại đơn giá cho mặt hàng sữa có tên là Abbott Grow với đơn giá mới là 95.000 đồng. Thì lúc này chúng ta thực hiện câu lệnh là update sữa. Thì lúc này cái tên bảng cần cập nhật chính là bảng sữa. Set đơn giá bằng 95.000. Where tên sữa bằng Abbott Grow. Thì cái where tên sữa bằng Abbott Grow chính là cái điều kiện để chúng ta cập nhật dữ liệu. Thì nếu mà không có điều kiện này thì tất cả các mặt hàng sữa ở trong bảng sữa đều được cập nhật lại đơn giá là 95.000 hết. Hoặc là chúng ta xét ví dụ kế tiếp, cập nhật lại đơn giá cho các sữa có mã hãng sữa là AB với đơn giá mới sẽ bằng đơn giá cũ cộng thêm 5%. Và
Đấy, lúc này ta sẽ thực hiện câu lệnh là update sửa set đơn giá bằng đơn giá cộng cho đơn giá nhân 0.05 where mà hàng sửa bằng AB. À, hoặc là chúng ta có thể ghi ngắn gọn là set đơn giá bằng đơn giá nhân cho 1.05 thì là ta sẽ tăng thêm 5%. Còn trường hợp khi nó cập nhật dữ liệu với dữ liệu được lấy từ bảng khác, thì chúng ta cũng kết hợp giữa câu lệnh cập nhật update và câu lệnh select để lấy dữ liệu từ bảng khác nó cập nhật vào bảng. Để ta xem cú pháp. Cú pháp lúc này chúng ta sẽ là update tên bảng, set tên cột bằng select from where. Để ta thấy cái lệnh select bên trong nó sẽ được dùng để lấy dữ liệu từ cái bảng khác, để lấy dữ liệu từ cột trong bảng khác ta cập nhật, rồi where điều kiện cập nhật. Ví dụ trường hợp chúng ta có cái bảng chi tiết hóa đơn, trong đó cái cột đơn giá trong bảng chi tiết hóa đơn chưa có giá trị chẳng hạn. Bây giờ ta muốn cập nhật lại giá trị của cột đơn giá trong bảng chi tiết hóa đơn với cái giá trị được lấy từ cột đơn giá ở trong bảng sửa. Thì lúc này chúng ta xem cái ví dụ update chi tiết hóa đơn set đơn giá bằng. Đã, thì cái đơn giá này chính là đơn giá. Đơn giá này chính là đơn giá ở trong cái bảng chi tiết hóa đơn. Và đơn giá sẽ gắn bằng mở ngoặc đơn select đơn giá from sửa where chi tiết hóa đơn chấm mã sửa bằng sửa chấm mã sửa. Vậy thì lúc này cái câu lệnh select ở bên trong trong mở ngoặc đơn này nè, là có dạng truy vấn select để lấy về giá trị của cột trong cái bảng khác nha, dựa theo cái mệnh đề liên kết where ở đây. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng giao diện đồ họa để chúng ta cập nhật lại dữ liệu cho một dòng một tin nào đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở bảng dữ liệu cần cập nhật nha, và chúng ta nhấn vào nút browse. Thì bước thứ hai, khi các dòng dữ liệu được hiển thị thì chúng ta sẽ tìm tới cái dòng chúng ta muốn cập nhật và lít vào biểu tượng hình cây viết, biểu tượng edit. Thì lúc này nó sẽ hiện chúng ta cái màn hình cập nhật dữ liệu. Đó, trong đó sẽ liệt kê danh sách các cái cột có trong bảng và cái giá trị hiện có của nó. Thì lúc này chúng ta có thể nhập lại giá trị mới và nhấn nút go. Nhấn nút go để ta tiến hành cập nhật. Câu lệnh kế tiếp là câu lệnh xóa dữ liệu. Thì lệnh xóa dữ liệu cũng vậy, chúng ta sẽ có lệnh xóa dữ liệu đơn giản, xóa trong một bảng, hoặc là chúng ta có lệnh xóa dữ liệu với điều kiện được lấy từ các bảng khác. Trường hợp lệnh xóa dữ liệu đơn giản, chúng ta xem cú pháp của nó. Lúc này là delete from tên bảng, rồi where điều kiện xóa. Ví dụ hãy xóa khách hàng có mã khách hàng là KH007 trong bảng khách hàng. Hãy xóa khách hàng có mã khách hàng là KH007 trong bảng khách hàng. Lúc này ta thực hiện câu lệnh là delete from khách hàng where mã khách hàng bằng KH007. Và thế lúc này cái mã khách hàng bằng KH007 chính là cái điều kiện để chúng ta xóa. Nếu mà không có điều kiện này, chúng ta chỉ có là delete from khách hàng không thôi. Lúc này sẽ xóa tất cả các dòng, tất cả các nguồn tin hiện có trong bảng khách hàng. Có bao nhiêu dòng nó sẽ xóa hết. Và khi ta thực hiện câu lệnh truy vấn này, nó sẽ xuất ra chúng ta một cái hộp thoại, nó thông báo hỏi chúng ta có xác nhận thực hiện cái lệnh này hay không. Và nếu đồng ý thì ta nhấn OK. Trường hợp điều kiện so sánh chúng ta được lấy từ các bảng khác, thì lúc này ta sẽ kết hợp giữa câu lệnh delete với câu lệnh select để lấy giá trị cần so sánh. Thì cú pháp sẽ là delete from tên bảng,
where tên cột, sau đó sẽ là toán tử so sánh, mở ngoặc đơn, select from where, đóng ngoặc đơn. Ví dụ xóa các hãng sữa không có sản phẩm nào, nghĩa là ta sẽ đi kiểm tra xem là những cái hãng sữa nào mà không có sản phẩm, ta sẽ xóa cái thông tin của hãng sữa đó ra khỏi bảng hãng sữa. Lúc này có lệnh sẽ là delete from hãng sữa where mà hãng sữa not in, mở ngoặc select distinct mà hãng sữa from sữa. Thì ta xem là cái câu rồi truy vấn với con sẽ lấy ra các cái mà sản phẩm sữa có trong bảng sữa. Lấy ra danh sách các sản phẩm, chủ yếu, cụ thể là ta sẽ lấy ra danh sách các cái mã sữa, mã hãng sữa có trong bảng sữa. Sau đó chúng ta dùng nó để làm điều kiện so sánh với bên ngoài, where mà hãng sữa not in, tức là những cái mặt hàng nào không có trong danh sách đó, có nghĩa là các cái sữa không có, chưa có sản phẩm nào hết. Hoặc chúng ta có thể sử dụng giao diện đồ họa để chúng ta thực hiện xóa. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chọn bảng muốn xóa dữ liệu và chúng ta nhấn vào nút Browse để chúng ta hiển thị như cái bảng đó ở dưới dạng là sửa đổi dữ liệu. Rồi bước thứ hai, khi các dòng dữ liệu đã hiển thị rồi, chúng ta sẽ tìm tới cái dòng mà chúng ta muốn xóa và sau đó chúng ta lít vào biểu tượng dấu gạch chéo màu đỏ. Thì khi chúng ta lít vào như vậy, nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại thông báo để yêu cầu chúng ta xác nhận lại có cái việc xóa dữ liệu đó là đúng hay sai. Nếu đồng ý thì ta nhấn OK để xóa, và nếu không đồng ý ta nhấn vào nút Cancel. Rồi một vấn đề nữa mà chúng ta cũng gặp khi chúng ta thực hiện các câu lệnh truy vấn select, đó là chúng ta sử dụng mệnh đề Union. Thì mệnh đề Union được dùng để kết nối dữ liệu của các câu lệnh truy vấn lại với nhau. Thì cú pháp sẽ là select danh sách các cột 1 from tên bảng 1 where group by heaven. Rồi sau đó sẽ là union select danh sách các cột 2 from tên bảng 2 where group by heaven order by. Thì ta lưu ý là trong trường hợp này, trong trường hợp mà ta kết nối dữ liệu giữa các cái truy vấn lại thông qua từ khóa union đó, thì lúc này cái truy vấn đầu tiên ta thấy là nó không có thành phần order by, nó không được sắp xếp. Đây, câu lệnh select thứ nhất là không có order by, không sắp xếp, mà nó chỉ được sắp xếp ở trong cái truy vấn sau cùng thôi. Và khi sử dụng mệnh đề union thì có 3 điểm mà chúng ta cần lưu ý. Điểm thứ nhất là với truy vấn sử dụng union thì danh sách các cột trong các câu truy vấn phải tương ứng với nhau về số lượng, thứ tự và kiểu dữ liệu của các cột đó. Ví dụ câu lệnh truy vấn thứ nhất lấy về 3 cột thì truy vấn thứ hai cũng phải lấy về đúng 3 cột. Và thứ tự của 3 cột ở truy vấn thứ nhất như thế nào thì thứ tự các cột ở truy vấn thứ hai cũng phải như vậy. Và trong câu lệnh truy vấn ghép nối với mệnh đề union thì việc đặt lại tiêu đề cho cột cũng sẽ được thực hiện ngay trong truy vấn đầu tiên. Ví dụ tạo truy vấn liệt kê danh sách các phiếu nhập xuất kho, nghĩa là có cả phiếu nhập và phiếu xuất. Thông tin liệt kê gồm mã phiếu, mã sữa và số lượng. Như ta sẽ thấy ở đây chúng ta có hai cái bảng dữ liệu, một bảng là lưu trữ thông tin về các phiếu nhập, một bảng lưu trữ thông tin về phiếu xuất, gồm có mã phiếu, mã sữa và số lượng. Bây giờ chúng ta cần tạo ra một cái truy vấn gộp dữ liệu giữa hai bảng này lại với nhau như trên hình này. Lúc này ta thực hiện câu lệnh là select mã phiếu nhập, mã phiếu nhập ta lấy trong các bảng phiếu nhập rồi s mã phiếu và đặt lại trong cái tên, rồi mã sữa phải số lượng from nhập kho, rồi ta đang lấy về 3 cột ở trong các bảng nhập kho. Rồi truy vấn thứ hai chúng ta cũng lấy về mã phiếu xuất, mã sữa, số lượng ở trong bảng xuất kho, chúng ta cũng lấy về 3 cột trong bảng xuất kho. Rồi sau đó chúng ta dùng từ khóa union để kết nối hai truy vấn này lại với nhau. Thì lúc này truy vấn thứ nhất ta có về 3 cột, lúc này truy vấn thứ hai cũng có đúng 3 cột. Rồi thứ tự của các cột trong truy vấn thứ nhất cũng có, thứ nhất là mã phiếu nhập, đó là một cái dữ liệu dạng chuỗi rồi cái thứ hai là mã sữa và thứ ba mới là số lượng. Thì lúc này trong truy vấn thứ hai cũng vậy,
Ô thứ nhất ta chính là cái mã phiếu short, và thứ hai là mã sửa, và thứ ba là số lượng. Và thì khi chúng ta kết nối lại ha, thì lúc này cái việc đặt lại tiêu đề cho cột sẽ được thực hiện trong truy vấn đầu tiên. Và ví dụ với trường hợp này nó sẽ là mã phiếu nhập S mã phiếu, thì kết quả là hiển thị ra đây, chúng ta sẽ thấy tiêu đề cột là mã phiếu. Rồi chúng ta qua các cái truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng. Hồi nãy chúng ta chỉ tìm hiểu dữ liệu là lấy truy vấn là lấy dữ liệu trên một bảng thôi. Còn bây giờ chúng ta muốn lấy dữ liệu trên nhiều bảng. Vậy thì khi chúng ta muốn liên kết các bảng có quan hệ với nhau để chúng ta lấy ra cái dữ liệu tổng hợp, dữ liệu chung, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề join, mệnh đề join ở trong Collect Select. Và khi ta dùng mệnh đề join để nối các bảng thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là những cái bảng này nó phải có các cột liên hệ với nhau. Và thứ tự quan hệ được chỉ định giữa các bảng nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả của câu lệnh truy vấn. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về từ khóa inner join. Thì khi chúng ta kết nối giữa các bảng với nhau bằng từ khóa là inner join, thì ta chỉ việc ta hàm ý luôn là chỉ định cái việc so sánh giữa giá trị giữa các cột của các bảng là tương đương nhau, tương đương về mặt dữ liệu. Có nghĩa là dữ liệu đều có nằm trong cả hai bảng. Và kết quả sau khi thực hiện các lệnh truy vấn kết hợp inner join á, nó sẽ liệt kê ra các mẫu tin thỏa điều kiện quan hệ ở cả hai bảng luôn. Thì cú pháp sẽ là select danh sách các cột from tên bảng inner join tên bảng liên kết on điều kiện liên kết. Chúng ta bổ sung thêm cái phần inner join vào ngay sau from hoặc vào trước where. Ví dụ ta có yêu cầu là in ra thông tin chi tiết của các hóa đơn trong tháng 7 năm 2007, gồm có là số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã sửa và số lượng. Và với cái yêu cầu là in ra thông tin chi tiết của các hóa đơn trong tháng 7 năm 7 như vậy ha, ta xem là lúc này yêu cầu lấy về là gồm có số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã sửa và số lượng. Và lúc này chúng ta thực hiện câu lệnh là select chi tiết hóa đơn chấm số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã sửa, số lượng. Và from chi tiết hóa đơn, lúc này ta thấy là trong chi tiết hóa đơn á, trong chi tiết hóa đơn chúng ta sẽ có là cột là mã sửa, rồi có cột số lượng. Nhưng mà trong bảng chi tiết hóa đơn lại không có cái ngày hóa đơn. Đó, trường hợp này chúng ta có thể kết nối với bảng hóa đơn from chi tiết hóa đơn inner join hóa đơn on chi tiết hóa đơn chấm số hóa đơn bằng hóa đơn chấm số hóa đơn. Rồi where month của ngày hóa đơn bằng 7 and year ngày hóa đơn bằng 2007. Cặp từ khóa kế tiếp là left join và right join. Thì khi chúng ta kết nối dữ liệu giữa các bảng thông qua từ khóa left hoặc là right join á, chúng ta đã chỉ định cái việc so sánh giá trị trong các cột của các bảng nó sẽ được ưu tiên cho mối quan hệ bên nhánh trái hoặc là bên nhánh phải. Và việc chúng ta thay đổi thứ tự ưu tiên này nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của câu lệnh truy vấn. Ví dụ chúng ta xem cú pháp trong trường hợp này: select danh sách các cột from tên bảng, rồi left join hoặc là right join tên bảng liên kết on điều kiện liên kết. Lúc này chúng ta dùng cái từ khóa left join hoặc là right join để chỉ định cái việc so sánh dữ liệu nó sẽ được ưu tiên cho bên nào. Nếu ta dùng left join nó sẽ ưu tiên cho bảng bên trái, và right join là nó ưu tiên cho bảng bên phải. Thì bảng bên trái là cái tên bảng ở phía sau từ khóa from, và
bảng bên phải là cái bảng ngay sau từ khóa join. Ví dụ hiển thị danh sách tất cả các khách hàng hiện có trong bảng khách hàng và hóa đơn mua hàng trong bảng hóa đơn. Thông tin gồm mã khách hàng, phải số hóa đơn, phải ngày hóa đơn. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh truy vấn select như sau: select khách hàng chấm mã khách hàng, phải số hóa đơn, phải ngày hóa đơn. Rồi sau đó là ta chỉ định bảng lấy dữ liệu và from khách hàng, from khách hàng. Nhưng mà lúc này bảng khách hàng không thì chúng ta thấy là nó chưa đủ thông tin, cho nên lúc này sẽ kết hợp thêm với bảng hóa đơn và ta sẽ viết lại là from khách hàng left join hóa đơn on khách hàng chấm mã khách hàng bằng hóa đơn chấm mã khách hàng. Thì trường hợp này khi mà chúng ta kết nối dữ liệu giữa hai bảng khách hàng hóa đơn, vậy ta đang dùng left join là ta ưu tiên cho bảng khách hàng, ưu tiên cho bảng khách hàng. Vậy thì nó sẽ liệt kê chúng ta tất cả các khách hàng hiện có, còn những khách hàng nào chưa có số hóa đơn nào hết thì nó sẽ để giá trị là null. Bây giờ ta xem trong kết quả hiển thị lúc này ha, nếu chỉ có khách hàng 1, khách 01, khách 02 và khách 03 là nó có hóa đơn thì nó liệt kê thông tin về số hóa đơn và ngày hóa đơn. Đó, còn các cái khách hàng là KH004 cho đến KH008 là những khách hàng mà chưa có hóa đơn. Lúc này ta thấy số hóa đơn sẽ là null, ngày hóa đơn sẽ là null. Và chúng ta có thể liên kết dữ liệu cho nhiều bảng khác nhau thông qua các từ khóa là inner left hoặc là right join, kết nối thông qua nhiều bảng. Ví dụ chúng ta có yêu cầu là hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn gồm có ngày hóa đơn, số hóa đơn, tên sửa và số lượng. Thì với yêu cầu là hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn gồm có các cột là ngày hóa đơn, số hóa đơn, tên sửa và số lượng. Thì ta thấy là lúc này nếu mà chúng ta chỉ dựa vào bảng chi tiết hóa đơn không thôi thì nó không đủ, vì lúc này trong bảng chi tiết hóa đơn chúng ta không có cột tên sửa, thì chúng ta phải kết hợp với bảng sửa. Thì cú pháp sẽ là select ngày hóa đơn chi tiết hóa đơn chấm số hóa đơn rồi sửa chấm tên sửa phải số lượng. From chi tiết hóa đơn inner join với sửa, on chi tiết hóa đơn chấm mã sửa bằng sửa chấm mã sửa. Hoặc là chúng ta có thể inner join tiếp với bảng hóa đơn, chúng ta lấy ra thông tin là số hóa đơn, inner join hóa đơn on chi tiết hóa đơn chấm số hóa đơn bằng hóa đơn chấm số hóa đơn. Đây là cái ví dụ kết quả vừa rồi ta chạy thử thì nó sẽ trả danh sách như thế này. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về việc sử dụng hàm trong SQL. Thì trong SQL ta sẽ có các hàm cấu trúc điều khiển và các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu. Thứ nhất là các hàm cấu trúc điều khiển. Ở đây chúng ta sẽ có 4 hàm
if, if null, rồi null if và case. If, if null, null if và case. Nghe hàm thứ nhất là hàm if, chúng ta có cú pháp là if mở ngoặc đơn biểu thức so sánh phải biểu thức 1 phải biểu thức 2. Đó. Nghĩa là khi biểu thức so sánh chúng ta trả về giá trị đúng, trả về giá trị true thì biểu thức 1 sẽ được xử lý, sẽ được thực hiện. Còn ngược lại nếu biểu thức so sánh là sai nó sẽ trả về biểu thức 2. Đó, ví dụ đơn giản để chúng ta thấy được cái hàm if nó hoạt động. Select if mở ngoặc đơn 1 lớn 2,2,3. Nghĩa là biểu thức cần sáng tay lúc này chính là 1 lớn 2. Lúc này biểu thức 1 lớn 2 là một biểu thức sai. Biểu thức sai thì nó sẽ không trả về giá trị. Nó sẽ không trả về giá trị ở ngay sau so với biểu thức sáng, mà nó sẽ trả về giá trị ở dạng biểu thức 2, đó là số 3. Hàm thứ hai đó là hàm if null. Hàm if null. Thì hàm if null này có hai tham số là cho phép ta truyền vào biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai. Nếu biểu thức thứ nhất khác null. Nếu biểu thức thứ nhất là khác null thì lúc này cái hàm if null nó sẽ trả về kết quả chính là biểu thức thứ nhất. Ngược lại thì kết quả nó sẽ trả về là biểu thức thứ hai. Nghĩa lúc này ngược lại, nghĩa là nếu như biểu thức thứ nhất nó không có khác null mà nó là null thì lúc này kết quả trả về sẽ là biểu thức thứ hai. À. Còn hàm if null nó sẽ trả về giá trị số hoặc chuỗi, là nó tùy thuộc vào nội dung ở trong hai cái biểu thức chúng ta đem vào so sánh. À, bây giờ ta xếp cái hàm if null. Bây giờ ta có select if null mở ngoặc 1,0. À, ta thấy lúc này cái biểu thức thứ nhất chúng ta có giá trị là 1. Nó khác null. Hoặc là select if null mở ngoặc đơn 10 nhân null nhân 10. Xin lỗi, 10 nhân null phải 10. Thì lúc này cái biểu thức thứ nhất 10 nhân null. 10 nhân null của chúng ta là một biểu thức trả về giá trị null. À. Còn cái biểu thức thứ hai là chúng ta có chuỗi giá trị 10. Thì kết quả ta nhận được sẽ là số 10. Rồi, hàm kế tiếp là hàm null if. Hồi nãy ta là if null, bây giờ là null if. Hàm null if nó cũng trả về hai biểu thức 1 và biểu thức 2. Nếu biểu thức 1 bằng biểu thức 2 thì hàm if null có kết quả trả về là null. Còn ngược lại thì kết quả trả về là một biểu thức và biểu thức đó chính là biểu thức 1. Ví dụ sử dụng hàm null if, chúng ta có là select null if mở ngoặc 1,1. À. Vậy thì cái hoạt động của cái hàm null if là nếu biểu thức thứ nhất mà bằng biểu thức thứ hai thì hàm null if sẽ trả về giá trị là null. À. Và ngược lại thì kết quả trả về là biểu thức số 1. Về các hàm có nút điều khiển thì ta có hàm thứ nhất là hàm case. Thì hàm case này nó sẽ thực hiện việc so sánh một giá trị hay một biểu thức với hàng loạt các cái giá trị khác để đưa ra một cái kết quả thích hợp
với giá trị hay biểu thức đã đem so sánh. Thì cú pháp sẽ là case biểu thức giá trị, rồi when giá trị so sánh, then kết quả. When giá trị so sánh, then kết quả, rồi else kết quả, nghĩa là ngược lại chúng ta có trường hợp cuối cùng chính là else kết quả. Và kết thúc cấu trúc lẫn case sẽ là end. Ví dụ chúng ta có select case 10 nhân 2, when 20 then 20, when 30 then 30 và when 40 then 40. Dạng thứ hai là cây có điều kiện. Lúc chúng ta thấy cái pháp hơi đổi một tí xíu, là cây when điều kiện 1 then kết quả 1, when điều kiện 2 then kết quả 2, vân vân. Và tương tự như vậy, nó có when điều kiện n-1 then kết quả n-1, và cái điều kiện thứ n sẽ là else kết quả thứ n. Ví dụ ta thực hiện lại cái ví dụ vừa rồi là select case when 10 nhân 2 bằng 30 then 30, when 10 nhân 2 bằng 40 then 40, rồi else 10 nhân 2 bằng 20. Về các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu, chúng ta có hàm get và hàm convert. Đầu tiên là hàm get. Thì hàm get được dùng để chuyển đổi một giá trị sang một biểu thức hay sang một kiểu dữ liệu khác. Và kết quả trả về là giá trị hoặc biểu thức, hoặc biểu thức với một cái điều kiện dữ liệu mới. Thì cú pháp của hàm get là get mở ngoặc đơn biểu thức S giá trị dữ liệu, S kiểu dữ liệu. Thì kiểu dữ liệu có thể là một trong các cái dạng sau, ví dụ như là binary, một con tên N, rồi char, date, date type, decimal, single, type, unsigned và integer. Ví dụ, ta có là select case và quốc đơn 2007-12-12 SDET. Hàm chuyển đổi thứ hai là hàm convert. Thì đối với hàm convert, những dạng thứ nhất là dùng để chuyển đổi một giá trị hoặc một biểu thức sang một kiểu dữ liệu khác. Thì kết quả trả về là giá trị hoặc biểu thức với kiểu dữ liệu mới. Và hàm convert kết quả trả về cũng là một giá trị hoặc biểu thức với kiểu dữ liệu mới. Cú pháp sẽ là convert mở ngoặc đơn biểu thức phẩy kiểu dữ liệu. Ví dụ chúng ta có là select convert mở ngoặc 2007-12-12 phẩy def. Dạng thứ hai của hàm convert là dùng để chuyển đổi một giá trị hoặc một biểu thức sang một kiểu dữ liệu, một kiểu hiển thị khác. Thì kết quả trả về là cái giá trị hoặc biểu thức dưới dạng hiển thị mới. Thì cú pháp sẽ là convert mở ngoặc đơn biểu thức using kiểu hiển thị
Và cái kiểu hiển thị này có thể là một trong các kiểu như là UTF 8 hoặc là Latin 1 hoặc Latin 7, ASCII hoặc là binary. À, ví dụ ở đây chúng ta có cái câu lệnh sử dụng convert, đó là cat and dogs using Latin 2. Chúng ta qua một thành phần nữa, đó chính là import và export dữ liệu. Thì phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về import dữ liệu, và thứ hai là export dữ liệu. Import dữ liệu là cho phép chúng ta nhập dữ liệu từ bên ngoài vào trong cơ sở dữ liệu ở trong MySQL. Thì đây chính là cái giao diện của import dữ liệu. Bước thứ nhất, chúng ta vào database muốn import dữ liệu. Bước vào database muốn import dữ liệu. Và bước thứ hai, chúng ta chọn chức năng import. Bước thứ ba, chúng ta sẽ chọn tập tin chứa dữ liệu cần import ở trong cái location of the text file. Đó là bước thứ ba, chúng ta sẽ chọn đường dẫn đến cái tập tin chứa dữ liệu. Và bước thứ tư, ta nhấn vào nút Go để hoàn thành việc import dữ liệu. Còn trường hợp export để xuất dữ liệu, thì lúc này nó sẽ cho phép chúng ta xuất ra qua các cái dạng như là SQL, LaTeX, Microsoft Excel 2000, Microsoft Word 2000. Rồi các cái CSV form số Excel, rồi CSV và XML. Đây là các cái dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong MySQL. Và ta muốn xuất cái dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đó ra các cái dạng tập tin. Ví dụ ta xuất ra tập tin XML, SQL, xuất ra tập tin LaTeX, xuất ra tập tin Excel, xuất ra tập tin Word, vân vân. Thì bước thứ nhất, chúng ta chọn database muốn export dữ liệu. Và bước thứ hai, chúng ta chọn vào chức năng export. Thì chúng ta sẽ có được cái giao diện cửa sổ import export như thế này. Bước thứ ba, chọn các bản trong cơ sở dữ liệu cần export. Chọn các bản dữ liệu cần export. Lúc này ở trong cái list box export này, nó sẽ liệt kê tên của tất cả các bản hiện có trong cơ sở dữ liệu. Nếu chúng ta không muốn export bản nào, chúng ta sẽ bỏ chọn bản đó. Nếu ta chọn tất cả các bản, nó sẽ export dữ liệu của tất cả các bản. Và bước thứ tư, chúng ta chọn loại file để export. Ví dụ đây ta chọn là SQL. Và bước thứ năm là ta thiết lập các thuộc tính cho file export. Bước thứ sáu là đặt tên cho file export cho cái mục là file name template và nhấn nút go để thực hiện cái việc export dữ liệu đó ra tập tin và chuyển qua cái nơi lưu trữ, chuyển qua phần chọn ở nơi lưu trữ. Và bước thứ bảy là chúng ta xác định nơi sẽ lưu cái file mà chúng ta sẽ export. Và bước thứ 8 là chúng ta lướt vào nút Save để hoàn thành việc export dữ liệu.
Bây giờ chúng ta export thử cái dữ liệu xem nó như thế nào. À, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ chọn cơ sở dữ liệu. À, ví dụ đây là nó có cơ sở dữ liệu text. À, dữ liệu text này chưa có dữ liệu ha. Ví dụ bây giờ trong cơ sở dữ liệu test này chúng ta sẽ tạo một cái bảng mới. Chúng ta sẽ tạo một bảng mới. Nào, chúng ta tạo các bảng là môn học. Môn học. À, với số field là 2 field. Field thứ nhất ta có cái field là mã môn, à, ta cho độ rộng là 3, dữ lưu trữ là UTF-8. À, không cho phép null. Và thiết lập cho nó là khóa chính primary. Và thứ hai tên môn, kiểu dữ liệu VATCHA, độ rộng là 20 và lưu theo kiểu UTF-8. Và cái kiểu dữ liệu ta chọn là MyExam. Sau đó ta nhấn nút Save để lưu lại cấu trúc bảng. À, bây giờ ta insert dữ liệu vào trong bảng này, ta thử xem cái việc export dữ liệu như thế nào. Ví dụ đầu tiên ta chọn cái mã môn, để ta cho là toán. Thứ hai à, cho như là hóa học. Sinh học. Rồi, cho nó go. Có nghĩa là lúc này ở trong bảng chúng ta có tới 4 dòng, 4 mẫu tin, nè, 4 môn học. Bây giờ ta muốn backup, export, import, export cái dữ liệu của cái bảng test này, lúc này chúng ta sẽ chọn cơ sở dữ liệu test, rồi sau đó chúng ta chọn nút export, lướt vào export. Lúc này nó sẽ liệt kê chúng ta các bảng có trong cơ sở dữ liệu test. Đấy, chúng ta muốn export bảng nào, chúng ta sẽ chọn. Nếu ta muốn export hết, chúng ta sẽ chọn hết hai bảng. Với kế tiếp là chúng ta chọn cái loại tập tin mà chúng ta cần export. Như đây ta chọn là SQL. Xuất ra tập tin giải SQL. À, các thông tin cho cái phần tập tin chúng ta thấy trong cái phần structure cho phép chúng ta add thêm cái mục drop table để nó kiểm tra xem là nếu table đã có thì nó sẽ drop, nó sẽ xóa đi. Hoặc là add if not exist, tức là nếu như cái bảng này nó không có, không tồn tại thì nó sẽ thêm vào, nó sẽ add vào. Đây là các cái thông tin về đầu tiên mà chúng ta cần xuất, chúng ta có thể thiết lập. Rồi trong một cái mục cell S file, nó sẽ chọn vào cell S file và sẽ đặt lại cho nó một cái tên. À, chúng ta đặt tên ở đây là test.sql.
Và sau đó chúng ta nhấn nút Go. Thì nó hỏi là có thực hiện này không, ta nhấn nút Save để lưu cái tập tên script này lại. Giờ ta lưu vào DC. Ok. À, thì lúc này sẽ lưu lại tao một cái tập tin là test.sql. Rồi, giả sử bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu thứ hai, chúng ta đặt tên là test 2. Rồi, bây giờ trong bảng test 2 hiện tại chưa có bảng nào hết, trong cơ sở dữ liệu test 2 hiện tại chưa có cái bảng nào hết, chưa có bảng dữ liệu nào hết. Bây giờ ta cần import, rồi ta nhấn vào chức năng import. Sau đó ta nhấn nút browse để ta chọn tới cái tập tin chúng ta đã export trước đó, vì đây chính là test.sql. Rồi xác định trang set cho cái cơ sở dữ liệu, bây giờ ta để là UTF-8. Rồi sau đó ta nhấn nút Go để nó import dữ liệu. Rồi, thì sau khi nó báo việc import thành công, thì lúc này trong cơ sở dữ liệu test 2 ta sẽ thấy nó có hai bảng, là môn học và bảng TE. Ở trong cái bảng môn học ta thấy nó có cái dữ liệu mà nãy ta đã nhập. Đấy, cũng có dữ liệu mà ta đã nhập trước đó. Thì đó chính là việc export và import dữ liệu. Tiếp theo chúng ta ôn lại kiến thức trong cái phần kết nối giữa PHP và MySQL. Thứ nhất là việc kết nối đến cơ sở dữ liệu. Để kết nối thì việc đầu tiên là chúng ta phải tạo được kết nối. Để tạo kết nối từ PHP tới cơ sở dữ liệu MySQL thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là MySQL Connect. MySQL Connect. Đó, có 3 tham số. Thứ nhất là tên của server. Rồi thứ hai là username và thứ ba là password. Username password dùng để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu MySQL. Thì server name là tham số tự chọn ha. Nếu mà chúng ta không truyền thì mặc định nó sẽ sử dụng cái giá trị là localhost 2.3306. Đây chính là cái giá trị mặc định. Và username cũng là tham số tùy chọn. Nó cho phép chúng ta xác định tên người dùng dùng để đăng nhập vào hệ thống. Và password cũng là tham số tùy chọn. Đó. Và giá trị mặc định là chuỗi rộng. Ví dụ, chúng ta cần tạo kết nối. Cần tạo kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL ở trên cái máy tính cục bộ của chúng ta. Lúc này ta sẽ khai báo là MySQL Connect mở ngoặc, tham số thứ nhất server lúc này là localhost, rồi phẩy, tên đăng nhập lúc này là root và mật khẩu không có ta sẽ để trống. Và kết quả của cái lệnh MySQL Connect này ta sẽ dùng ta gán vào trong một cái biến DB. Sau đó ta kiểm tra nếu cái thông tin DB này mà không có mà false, mà nó trả về giá trị là phone đó, có nghĩa là kết nối không được, thì chúng ta xuất thông báo là không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. Sau khi kết nối được tới cơ sở dữ liệu rồi thì việc kế tiếp là chúng ta phải đi xác định xem chúng ta sẽ làm việc ở trên cơ sở dữ liệu nào. Thì lúc này trong cơ sở dữ liệu nó sẽ có nhiều cái cơ sở dữ liệu khác nhau. Bây giờ ta sẽ làm việc trên cái cơ sở dữ liệu nào. Trong MySQL ấy, có nhiều cơ sở dữ liệu. Thì để xác định cơ sở dữ liệu mà chúng ta muốn làm việc, ta dùng lệnh là MySQL Select DB. MySQL Select DB. Ta có hai tham số. Thứ nhất là tên cơ sở dữ liệu mà chúng ta cần làm việc,
cần chọn, và cái thứ hai là cái đối tượng kết nối mà chúng ta đã thực hiện tạo kết nối trước đó. Trường hợp mà chúng ta không chỉ ra cái thông tin connection, chúng ta để trống ha, thì lúc này cái kết nối cuối cùng được mở, kết nối được mở cuối cùng thì nó ở trong thông qua cái lệnh là MySQL Connect đó, nó sẽ được dùng để xác định cơ sở dữ liệu. Và kết quả trả về của hàm này sẽ là true nếu chúng ta việc chọn cơ sở dữ liệu là thành công, còn nếu chọn không thành công nó sẽ trả về là false. Ví dụ chúng ta chọn cơ sở dữ liệu là quản lý bán sữa thì lúc này chúng ta sẽ có một cái biến db selected bằng MySQL select db mở ngoặc tên cơ sở dữ liệu quản lý bán sữa rồi phẩy cái biến db, thì cái biến db này chính là cái biến mà hồi nãy chúng ta dùng để kết nối tới cơ sở dữ liệu thông qua lệnh là MySQL connect. Thì nếu mà chọn thành công thì lúc này cái biến db selected sẽ trả về giá trị là true, còn nếu trả về false thì chúng ta xác định ngay là việc chọn cơ sở dữ liệu này là không thành công. Ví dụ như là cơ sở dữ liệu đó không tồn tại hoặc là không có quyền truy xuất tới cơ sở dữ liệu. Để thực hiện truy vấn trên dữ liệu, chúng ta sẽ dùng hàm là MySQL query. Nhà này có hai thông số, thứ nhất là cái câu lệnh truy vấn query và thông số thứ hai là cái kết nối. Và cái thông tin connection này cũng là thông số tự chọn. Nếu ta không chọn, không chỉ định, không xác định, không xác định thì cái kết nối cuối cùng được mở bởi cái hàm MySQL connect hoặc là MySQL p connect nó sẽ được sử dụng để thực hiện câu lệnh truy vấn. Và kết quả trả về của hàm MySQL query là nó sẽ trả về cho chúng ta kết quả của câu lệnh truy vấn đó. Ví dụ ta có câu lệnh select thì nó sẽ trả về ta một bộ các mẫu tin. Còn ngược lại nếu như không thực hiện thành công á thì nó sẽ trả về là false. Thì kết quả trả về sẽ là false. Ví dụ chúng ta thực hiện câu lệnh truy vấn dữ liệu lấy về các cái mẫu tin có trong hãng, trong cái bảng là hãng sữa trong cơ sở dữ liệu quản lý bán sữa. Thì lúc này chúng ta sẽ có câu lệnh là select sound from hãng sữa. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện là resolve bằng MySQL query mở ngoặc ta truyền vào cái biến truyền vào câu lệnh truy vấn. Ở trường hợp này chúng ta không chỉ ra cái connection, vì lúc này nó sẽ chúng ta đã tạo connection ngay trước đó. Còn nếu để chắc ăn thì lúc này ta sẽ phải ta truyền thêm cái thông số thứ hai chính là cái biến db, biến connection trước đó mà ta đã tạo. Rồi, để đóng kết nối thì sau khi chúng ta làm việc với các dữ liệu, ta đã truy xuất dữ liệu thành công xong, người ta muốn đóng dữ liệu thì lúc này ta dùng cái hàm là MySQL close và ta truyền vào cái connection chúng ta cần đóng. Và tương tự cái connection lúc này cũng là một thông số tùy chọn. Nếu mà chúng ta không truyền vào thông số connection này thì cái kết nối cuối cùng được mở bởi hàm MySQL connect nó sẽ được sử dụng. Và nếu đóng thành công thì cái hàm MySQL close nó sẽ trả về giá trị true. Còn ngược lại nếu mà đóng không thành công thì hàm này sẽ trả về giá trị là false. Ví dụ để đóng kết nối đã mở thông qua cái biến db ha, chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh là MySQL close và ngoặc truyền vào db. Db là cái biến chứa kết nối được mở bởi lệnh MySQL connect mà ta đã thực hiện trước đó. Rồi, trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu thì chắc chắn nó sẽ có một số các cái lỗi phát sinh. Bây giờ chúng ta cần thông báo những cái lỗi này, chúng ta có thể sử dụng hàm MySQL error. MySQL error thì cú pháp sẽ là MySQL error mở ngoặc và thông số connection. Thì kết quả trả về của cái hàm này là câu thông báo lỗi nếu có lỗi phát sinh.
Còn nếu mà không có lỗi gì hết thì hàm này sẽ trả về một chuỗi rộng. Và chúng ta có thể kết hợp hàm MySQL error này với hàm die hoặc hàm exit để vừa thông báo lỗi vừa kết thúc công việc đang thực hiện. Ví dụ như là ta đang kết nối các dữ liệu nhưng mà cái thao tác tạo kết nối bị thất bại, không tạo kết nối được, thì lúc này chúng ta không cần phải thực hiện cái thao tác chọn các dữ liệu hoặc là thực hiện thao tác thực hiện câu lệnh truy vấn nữa, chúng ta có thể kết thúc ngay. Chúng ta có thể kết hợp MySQL error với hàm die hoặc là hàm exit. Ví dụ chúng ta sẽ xuất thông báo lỗi nếu không thể tạo kết nối tới cơ sở dữ liệu. Lúc này ta sử dụng là db bằng MySQL connect mở ngoặc localhost phải root if not db, nghĩa là nếu kết nối không thành công thì chúng ta có thể dùng hàm die không thể kết nối, sau đó chịu thông báo ha, và ta đối thêm cái MySQL error là ta xuất thêm cái câu thông báo lỗi của hệ thống bằng tiếng Anh và ta đưa vào hàm die để ta kết thúc cái thao tác ở đây, không có xử lý các cái lệnh phía sau. Sau khi kết nối để làm việc được với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua PHP thì ta xem một số các thao tác. Thứ nhất là đếm số lượng mẫu tin, đếm số lượng mẫu tin. Lúc này chúng ta dùng hàm là MySQL num rows, MySQL num rows, và ta truyền vào cái data, cái database. Cái data này chính là cái con trỏ dữ liệu nhận kết quả trả về của cái hàm MySQL query. Đây là thông số bắt buộc. Và hàm này nó sẽ trả về chúng ta kết quả là số lượng mẫu tin nếu như cái thao tác thực hiện query trước đó là thành công. Và ngược lại nó sẽ trả về false. Ví dụ chúng ta đếm số lượng mẫu tin hiện có trong bảng hạn sửa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi thực hiện câu lệnh truy vấn. Lúc này ta sẽ tạo câu lệnh là select sound from hạn sửa và chúng ta dùng cái hàm là MySQL query, MySQL query để chúng ta thực hiện câu lệnh truy vấn này. Và cái kết quả trả về sẽ được lưu trong cái biến là result. Và bây giờ ta muốn biết là có bao nhiêu mẫu tin, chúng ta sẽ dùng cái lệnh là MySQL num rows mở ngoặc ta truyền vào cái biến result là cái biến nhận kết quả trả về của cái hàm MySQL query. Để hiển thị dữ liệu thì việc hiển thị dữ liệu thì chúng ta phải duyệt dữ liệu sau khi đã đọc được. Thì để duyệt dữ liệu thì chúng ta có 3 cách duyệt chính như sau. Thứ nhất là duyệt dữ liệu theo dạng mỗi mẫu tin là một dòng, tức là mỗi lần ta duyệt một dòng. Dạng thứ hai là duyệt dữ liệu theo dạng mỗi mẫu tin là một mảng. Mỗi mẫu tin là một mảng, nghĩa là chúng ta sẽ đưa vào một mảng và mỗi phần tử như vậy là thông tin của một cột. Cái thứ ba là duyệt theo dạng mỗi mẫu tin là một đối tượng. Mỗi tin đối tượng và lúc đó cứ mỗi cột như vậy sẽ được truy xuất thông qua một thuộc tính. Đầu tiên là việc duyệt dữ liệu theo dạng mỗi mẫu tin là một dòng. Mỗi mẫu tin là một dòng. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng hàm MySQL factrow. MySQL factrow. Cú pháp sẽ là MySQL factrow và truyền vào thông số data. Thì thông số data là thông số bắt buộc. Nó chứa kết quả trả về của cái hàm MySQL query. Và thì kết quả trả về của cái hàm này á, nó sẽ trả về một mảng có chỉ số và nó sẽ chứa giá trị của một dòng dữ liệu và mỗi phần tử là nội dung của một cột. Và lúc này chúng ta có thể truy cập giá trị của từng phần tử bằng cách là chúng ta dùng mảng chung chỉ số của mảng như là row 0, row 1, row 2. Ví dụ chúng ta thực hiện câu lệnh truy vấn là lấy về danh sách các khách hàng. Bây giờ ta sẽ liệt kê danh sách các khách hàng, in ra danh sách các khách hàng đó. Đầu tiên ta thực hiện câu lệnh là MySQL select db hoặc quản lý bán sữa, ta chọn tới cơ sở dữ liệu quản lý bán sữa. Và sau đó ta thực hiện câu lệnh là
MySQL query, mở ngoặc select sound from khách hàng. Vậy ta đang thực hiện các loại truy vấn lấy về các khách hàng hiện có trong bảng khách hàng, gán vào cho biết result. Rồi if nó đi kiểm tra nếu như nếu như MySQL num rows mở ngoặc default khác không, nghĩa rằng là cái thao tác truy vấn trước đó thành công, ta lấy về được các cái mẫu tin. Bây giờ chúng ta dùng cái hàm là MySQL fact row, MySQL fact row mở ngoặc nó truyền vào cái biến result. Rồi nó sẽ trả về mạng, và để in cái nội dung mạng nó ra thì ta dùng cái hàm là print error. Print error lúc này ta không dùng echo được, ta phải dùng print error. Và sau đó ta đóng kết nối thì kết quả sẽ được một cái mạng ha, được cái mạng. Cứ mỗi lần đọc như vậy, cứ mỗi lần gọi MySQL fact row nó sẽ trả về một dòng và thông tin được sử dụng vào trong cái mạng. Và có bao nhiêu cột thì nó sẽ có bấy nhiêu phần tử. Phần tử đó, cột đầu tiên sẽ có tương ứng với phần tử đầu tiên có chỉ số là 0. Và tương tự như vậy. Dạng thứ hai, duyệt dữ liệu theo dạng mỗi mẫu tin là một dòng. Duyệt dữ liệu theo dạng mỗi mẫu tin là một dòng. Hồi nãy là chúng ta đang duyệt mẫu tin theo dạng mạng ha. Bây giờ để duyệt theo dạng như thế này thì chúng ta dùng MySQL fact row. Hồi nãy chúng ta thấy với ví dụ rồi thì chúng ta thấy là cứ mỗi lần fact row như vậy nó sẽ trả về một dòng. Bây giờ để duyệt qua được tất cả các dòng thì chúng ta phải sử dụng một vòng lọc. Chúng ta sẽ kết hợp vòng lọc ở đây, chúng ta sẽ dùng vòng lọc while và hàm fact row được đặt trong vòng lọc while đó để chúng ta duyệt qua tất cả các dòng. Và thì lúc này ta xem cấu trúc while, chúng ta gán cái biến row bằng MySQL fact row. MySQL fact row mở ngoặc truyền vào cái biến result. Cái result là cái biến chứa kết quả trả về của cái hàm MySQL MySQL query. Vậy thì nếu đọc thành công thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện lại print error để in ra cái biến row. Còn trường hợp chúng ta muốn duyệt dữ liệu theo dạng mỗi mẫu tin là một mảng thì chúng ta sẽ dùng hàm là MySQL fact array. MySQL fact array, cú pháp ta sẽ là MySQL fact array nó hoặc truyền vào biến data. Thì biến data cũng là biến nhận kết quả trả về của hàm MySQL query, và lúc này nó cũng trả về chúng ta một mảng có chỉ số là chuỗi. Hồi nãy nếu mà ta duyệt theo dạng là một mẫu tin là một dòng á, nó sẽ trả về một mảng mà có chỉ số là số, có chỉ số là số. Và bây giờ nó sẽ trả về mảng có chỉ số là chuỗi. Và cái giá trị chuỗi đó, cái giá trị đó chính là cái tên cột. Chính là tên cột. Ví dụ, ví dụ bây giờ sau khi ta đã tạo kết nối thành công, chọn cái dữ liệu của anh ta thực hiện câu lệnh thông qua MySQL query. Thì chúng ta có thể dùng cái lệnh là MySQL fact array để chúng ta duyệt qua một dòng dựa trên cái biến result. Biến result là biến kết quả, biến chứa kết quả trả về của hàm MySQL query. Thì lúc này sẽ trả về chúng ta một mạng ha, một mạng có bao nhiêu cột sẽ có bao nhiêu phần tử. Tuy nhiên lúc này là cái chỉ số của nó không phải là dạng số mà là dạng chữ, và cái chỉ số đó chính là cái tên cột ở trong bảng, tên cột ở trong bảng. Và tương tự để duyệt qua tất cả các mẫu tin, chúng ta có thể kết hợp hàm MySQL fact array này với cấu trúc lập while để ta duyệt qua tất cả các mẫu tin hiện có. Ví dụ đây sẽ là while, có một cái biến array bằng MySQL fact array mở ngoặc result. Result này chính là cái biến nhận giá trị trả về của hàm MySQL query. Và bên trong cấu trúc lập thì chúng ta có thể xử lý trên mạng, hoặc là chúng ta có thể dùng lệnh print error để in cái mạng nó ra. Dạng thứ ba,
duyệt mẫu tin theo dạng mỗi mẫu tin là một đối tượng. Lúc này ta dùng hàm là MySQL Fetch Object, MySQL Fetch Object. Đó. Thì cú pháp sẽ là MySQL Fetch Object mở ngoặc truyền vào biến data. Thì trường hợp này data của chúng ta cũng là tham số bắt buộc và nó sẽ nhận giá trị trả về của hàm MySQL Query. Và kết quả trả về của nó là một đối tượng và ta có thể truy cập bằng cách là gọi ra từng thuộc tính của đối tượng. Có từng đầu tính đối tượng, mỗi thuộc tính chính là tên của cột trong bảng. Ví dụ ở đây chúng ta dùng là MySQL Fetch Object để chúng ta đọc một dòng ở trong cái biến result. Biến result là biến nhận kết quả trả về của hàm MySQL Query. Thì kết quả ta sẽ được một cái đối tượng, một cái object. Và lúc này để truy xuất được giá trị thì chúng ta sẽ truy xuất thông qua cú pháp của đối tượng, đó là offset mã khách hàng trỏ ha, có thể dùng ký hiệu trỏ như thế này. Và tương tự như vậy để duyệt qua được tất cả các mẫu tin thông qua việc đọc mỗi mẫu tin là một đối tượng, chúng ta có thể kết hợp hàm MySQL Fetch Object với cấu trúc lập while. Ví dụ đây chúng ta dùng một lập while, ta có một cái biến object gắn bằng MySQL Fetch Object và ta truyền vào cái biến visual. Biến visual là biến nhận kết quả của hàm MySQL Query. Để ta duyệt qua tất cả các dòng. Để ứng với bộ dòng ở đối tượng như vậy, chúng ta có thể in nội dung của đối tượng ra hoặc là chúng ta có thể xử lý thông tin ở trên đối tượng đó. Sau khi đọc được dữ liệu, bây giờ ta sẽ hiển thị dữ liệu. Thì hiển thị dữ liệu, chúng ta cũng có hai lựa chọn là hiển thị dữ liệu không có định dạng và hiển thị dữ liệu theo một cái định dạng, theo cái yêu cầu nào đó. Đầu tiên là hiển thị dữ liệu không có định dạng. Nghĩa là chúng ta sẽ đọc lên như thế nào ta hiển thị như vậy. Thì cách đơn giản nhất là chúng ta hiển thị dữ liệu theo dạng bảng hoặc là dạng text. Dạng bảng hoặc là dạng text. Ví dụ ta hiển thị thông tin của bảng khách hàng, rồi ta đọc thông tin của bảng khách hàng lên. Ta hiển thị nó dưới dạng một cái table như thế này. Gồm có các cột và các dòng. Đây là dạng hiển thị không có định dạng. Và trường hợp mà chúng ta hiển thị dữ liệu theo một cái yêu cầu định dạng nào đó thì cái việc định dạng dữ liệu khi hiển thị, mục tiêu chính là giúp cho người dùng dễ dàng đọc được cái thông tin đó. Và thứ hai là cái việc trình bày ở trên trang web nó sẽ được đẹp hơn. Nội dung ta hiển thị nó có tính thẩm mỹ hơn. Thì các cái thông tin định dạng thì thông thường là chúng ta sẽ định dạng cho cột, cho dòng, về xác định kích thước, màu sắc, kiểu chữ vân vân cho các cái nội dung văn bản. Ví dụ chúng ta có yêu cầu là hiển thị thông tin danh sách các khách hàng với cái dòng tiêu đề của bảng sẽ được canh giữa chữ in đậm, rồi màu sắc phân biệt so với các dòng khác. Rồi nghĩa là cái dòng đầu nó sẽ là màu khác. Rồi các dòng thông tin của các khách hàng gồm có cái dòng chẵn và dòng lẻ sẽ có màu khác nhau, rồi ta tạo màu xen kẽ. Rồi cột giới tính được canh giữa thì như vậy. Chúng ta sẽ được thực hiện như thế này. Thì đây chính là cái thông tin dữ liệu đã được định dạng, có định dạng. Ta xem ta so lại với cái thông tin mà ta hiển thị trước đó không có định dạng. Thông tin không có định dạng. Ta thấy lúc này hai thông tin nó hoàn toàn khác nhau. Vậy thì việc định dạng này thì sau khi chúng ta đọc được dữ liệu lên, chúng ta duyệt qua từng mẫu tin, thì sau khi duyệt ta lấy được thông tin rồi, chúng ta echo nó ra
Thì trong quá trình echo nó xuất ra như vậy, nó có thể kết hợp với các cái tắc đơn giản, ví dụ như là tắc phông hoặc là tắc deep hoặc là các cái tắc về màu hoặc là các cái tắc in đậm, in nghiêng, canh giữa, hình giữa, vân vân. Chúng ta kết hợp với các cái tắc HTML để chúng ta có thể định dạng được cái dữ liệu trước khi nó hiển thị. Hoặc là cái việc hiển thị dữ liệu đó được tạo theo cái dạng là tạo thêm một cái cột tùy biến. Thì mục tiêu là ta đưa ra cái thông tin cột tùy biến này là giúp cho cái việc hiển thị dữ liệu nó rõ ràng và chi tiết hơn. Ví dụ trong cơ sở dữ liệu thì để lưu cột phái hoặc là cột giới tính thì thông thường người ta hay dùng kiểu dữ liệu là boolean. Thì lúc này chúng ta thấy là giá trị nó lưu trữ ở trong cột giới tính nó chỉ có thể giá trị là hoặc là 0 hoặc là 1 thôi. Và trước đó ta đã quy ước ví dụ như là số 0 thì tương ứng với giới tính gì, số 1 tương ứng với giới tính gì. Thì lúc này khi mà chúng ta đọc dữ liệu nó hiển thị lên thì cột giới tính nó chỉ là những con số 0101101 thôi. Bây giờ chúng ta muốn trình bày lại cho nó vừa đẹp mắt và vừa dễ hiểu hơn. Thay vì để hiển thị những con số 0101 như vậy, chúng ta muốn hiển thị chữ nam, chữ nữ một cách rõ ràng, trực quan hơn. Thì lúc này chúng ta phải định dạng là nó. Hoặc là chúng ta có thể hiển thị cho nó chữ nam nữ, hoặc là chúng ta có thể hiển thị cho nó cái hình, hình nam hình nữ. Lúc này đây cũng là một cách. Ví dụ trong trường hợp ví dụ này, giới tính chúng ta hiển thị nữ, chúng ta hiển thị cho nó hình một cô gái như thế này, nam ta hiển thị cho hình một người nam như thế này. Thì lúc này chúng ta có thể kết hợp với nó một cái tắc email và kiểm tra nếu như cột giới tính này mà có giá trị là 0 thì ta hiển thị cái hình nam, hoặc là có giá trị là 1 ta hiển thị hình nữ. Cái 0 là nam hay 1 là nam thì do chúng ta quy ước khi ta tạo lập cơ sở dữ liệu. Một cái định dạng nữa khi hiển thị dữ liệu đó chính là việc phân trang. Thì cái việc phân trang này nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được một cái vấn đề, đó là trong những cái trang web của chúng ta mà cái bảng của chúng ta có số lượng mẫu tin nó quá lớn. Ví dụ như có khoảng cỡ 10.000, 20.000, 30.000 mẫu tin chẳng hạn, nó quá lớn. Thì lúc này nếu để như vậy ta hiển thị lên thì người dùng sẽ rất khó xem, cảm thấy dữ liệu rất dài và khó xem. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó bằng cách là chúng ta sẽ phân trang ra. Ví dụ thay vì để một trang hiển thị 30.000 mẫu tin, chúng ta có thể chia ra làm 3 trang, mỗi trang 10.000, hoặc là ta chia ra làm 6 trang, mỗi trang 5.000 mẫu tin như vậy. Thì cái ngoài cái việc là làm cho cái trang web chúng ta nó thông tin hiển thị nó được rõ ràng hơn, thì nó còn giúp cho cái việc xem và tìm kiếm thông tin nó cũng thực hiện được dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện hơn. Thì lúc này chúng ta sử dụng một cái class là Pager. Thì class này trong quá trình học chúng ta cũng đã được cung cấp, chúng ta cũng đã sử dụng trong suốt quá trình học để chúng ta tạo cái phân trang ở trên cái trang PHP. Thì cái dạng phân trang nó cũng có nhiều dạng. Ví dụ chúng ta phân trang thì chữ back và next cho phép ta di chuyển qua lại giữa các trang, hoặc là được hiển thị thông qua những con số, qua những con số cho phép ta chọn để di chuyển giữa các trang. Thì đây chính là những cái dạng phân trang. Một cái định dạng nữa đó là liên kết trang có tham số. Có nghĩa là lúc này thông tin của cái chuỗi URL nó sẽ có theo cái cấu trúc định dạng như sau. Thứ nhất là từ khóa HTTP, cái đến là host và có thể có thêm cái cổng hai chấm cái port, rồi cái đường dẫn và phía sau có dấu chấm hỏi và một chuỗi các tham số. Thì cái phần cuối của cái chuỗi URL chính là các cái chuỗi tham số cho phép chúng ta truyền cái thông tin ở trên cái chuỗi URL. Thì cái chuỗi tham số này nó sẽ có cú pháp là tham số bằng giá trị.
tham số bằng giá trị. Nếu mà có nhiều tham số thì các tham số phải được phân cách nhau bằng dấu dấu vàng, và nó không có khoảng trắng thì được viết lên không có khoảng trắng. Ví dụ chúng ta tạo ra một cái danh sách, một danh sách liệt kê các cái loại sữa. Bây giờ người dùng muốn xem thông tin chi tiết của cái mặt hàng sữa nào thì người dùng chỉ việc click chọn vào cái loại sữa đó. Thì khi chúng ta click vào thì cái đường dẫn liên kết, cái URL nó sẽ có đường dẫn là địa chỉ của cái trang web chi tiết thông tin của sữa đó, và kèm theo cái chuỗi tham số liên quan đến cái mã sữa. Ví dụ đây ta click vào cái link là sữa đặc có đường ông thỏ trắng như thế này, click vào thì giả dụ ta nhận được cái link http://localhost mức BFP phần 3 đó, người ta đang liên kết tới cái trang web chi tiết sữa này, rồi có thể lấy chấm hỏi mã sữa bằng, thì cái này chính là cái tham số. Thì cái việc truyền tham số này giúp cho chúng ta có thể lọc lại dữ liệu, và ta chỉ hiển thị những cái dữ liệu nào liên quan những dữ liệu được yêu cầu lên trên trang web mà thôi. Và để nhận giá trị được truyền thông qua chuỗi địa chỉ URL như vậy thì lúc này ta sẽ dùng biến là $request, $request rồi ta truyền vào cái chuỗi tên tham số. Ví dụ để nhận tham số mã sữa mà chúng ta mới vừa xem trong ví dụ vừa rồi, lúc này chúng ta sẽ dùng biến là $request mà ngoặc vuông truyền vào chuỗi mã sữa. Mã sữa đây chính là tên của tham số trong cái chuỗi URL chúng ta mới vừa xem. Thì đó là việc hiển thị và định dạng dữ liệu. Bây giờ một vấn đề nữa đó là ta muốn lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. Như là chúng ta lấy người dùng, người ta đăng ký khách hàng mới chẳng hạn, người ta cho phép đăng ký thông tin khách hàng mới, hoặc là người dùng đặt hàng và nhấn nút ghi nhận chẳng hạn. Như vậy ta có nhu cầu lưu các thông tin đó vào cơ sở dữ liệu. Thì để lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ sử dụng hàm MySQL Query kết hợp với câu lệnh truy vấn Insert Into. Kết hợp với câu lệnh truy vấn Insert Into. Thì cái chủ yếu mục tiêu của cái hàm MySQL Query này là dùng để gửi câu lệnh truy vấn và để thực thi, cho phép là thực hiện câu lệnh truy vấn lựa chọn select, hoặc là truy vấn thêm, hoặc là truy vấn xóa, hoặc truy vấn cập nhật. Chúng ta đều có thể dùng MySQL Query. Ví dụ chúng ta có nhu cầu là thêm mới một hãng sữa với một cái giá trị cụ thể, chẳng hạn như là mã sữa, mã hãng sữa, rồi tên hãng sữa, rồi địa chỉ, email, một cái giá trị cụ thể do chúng ta nhập vào. Thì lúc này chúng ta có thể sử dụng câu lệnh insert into kết hợp với MySQL query. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo kết nối, rồi nếu kết nối thành công chúng ta sẽ chọn cái dữ liệu của liên quan sữa, và sau đó dùng hàm MySQL Query để thực hiện câu lệnh là Insert Into hãng sữa rồi Values và liệt kê danh sách các giá trị. Và sau khi thực hiện thành công, chúng ta sẽ đóng kết nối. Tương tự để cập nhật dữ liệu, ví dụ khi chúng ta có nhu cầu sửa đổi thông tin của một sản phẩm chẳng hạn, hoặc là sửa đổi thông tin của một khách hàng, lúc này chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu bằng cách là ta kết hợp hàm MySQL Query với câu lệnh truy vấn update. Ví dụ ta muốn cập nhật lại thông tin của một hãng sữa nào đó chẳng hạn, lúc này chúng ta có thể sử dụng hàm MySQL Query và bên trong là câu lệnh truy vấn update. Để xóa dữ liệu thì chúng ta sẽ kết hợp giữa hàm MySQL Query với câu lệnh truy vấn delete. Ví dụ ở đây chúng ta có nhu cầu là xóa thông tin của một hãng sữa có mã hãng sữa là XO.
Lúc này chúng ta sẽ thực hiện là my SQL query mở ngoặc delete from hạng sửa where mà hạng sửa bằng XO. Phần kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tích hợp mã PHP. Đó nghĩa là chúng ta tìm hiểu việc là chúng ta xây dựng được một trang web rồi, chúng ta tích hợp trang web đó vào trong một cái trang web khác như thế nào. Thì mục tiêu của cái việc tích hợp mã PHP này là cho phép chúng ta kế thừa và sử dụng lại các cái đoạn chương trình đã viết. Thì mục tiêu sử dụng cái việc kế thừa và sử dụng lại các đoạn chương trình này á, thì cái mục tiêu chính là giảm được thời gian và chi phí, giảm được thời gian và chi phí khi chúng ta xây dựng ứng web. Và thứ hai là giúp tăng độ tin cậy của ứng dụng, vì các cái chức năng, các cái function và các module đã được xây dựng và kiểm tra cũng như là sử dụng tốt cho các ứng dụng trước đó rồi, bây giờ chúng ta có thể sử dụng lại nó với những cái với ứng dụng khác nhưng mà có cái mục đích tương tự. Và cái thứ ba là tạo sự nhất quán trong việc thiết kế và xây dựng ứng dụng web. Để làm được việc đó thì lúc này PHP nó cung cấp cho chúng ta các cái phương thức là require và include. Thì hai phương thức này cho phép chèn một cái file nào đó vào trong trang PHP. Thì các cái file chèn này nó có thể có chứa các cái đoạn chương trình PHP, tức là chứa các cái đoạn code PHP, hoặc là chứa các cái thẻ HTML, hoặc là chứa những cái nội dung văn bản, hoặc là các cái hàm, hoặc là các class mà chúng ta đã khai báo trước đó. Thì bây giờ đầu tiên là cái lệnh require. Thì khi sử dụng lệnh require thì tất cả nội dung bên trong file được chèn đó sẽ được chèn, nó sẽ được biên dịch, và khi muốn sử dụng đoạn chương trình đã được viết sẵn ở vị trí nào ở bên trong trang thì chúng ta sẽ đặt cái lệnh require ở ngay tại vị trí đó. Cái là cái lệnh require này nó sẽ nhúng cái nội dung ở trong cái file được chèn nó vào bên trong trang web. Thì cú pháp sẽ là require và tên và đường dẫn của file mà chúng ta muốn chèn. Ví dụ giả sử chúng ta có cái trang chào trong PHP với một cái đoạn code PHP đơn giản như thế này, PHP echo chào các bạn rồi br, đây chính là cái trang chào đơn giản. Rồi một cái trang thứ hai, chúng ta có một cái trang home, rồi bên trong trang home đó chúng ta có cái đoạn code PHP như thế này, echo đây là chương trình hướng dẫn học PHP và MySQL. Đó. Rồi cái đoạn echo thứ hai đã đến với chương trình này. Bây giờ chúng ta muốn chèn cái nội dung của cái trang chào .php vào giữa hai cái dòng echo này, và giữa hai cái dòng echo này. Cái là kết quả tay ra sẽ là đây là chương trình hướng dẫn học PHP và MySQL, rồi chào mừng các bạn đã đến với chương trình này. Đó. Cái là ta sẽ chèn nó này vào đây. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng lệnh require. Ta sẽ đặt cái lệnh require này ở giữa hai cái lệnh echo require, rồi mở ngoặc và truyền vào cái tên trang mà chúng ta muốn chèn. Trường hợp này là hai trang chào.php và home.php lưu trong cùng một thư mục, cho nên chúng ta chỉ cần truyền vào cái tên trang thôi là chào.php. Thì lúc này khi chúng ta build cái trang web này lên, trong home.php này lên, thì chúng ta sẽ nhận được cái câu thông báo là đây là chương trình hướng dẫn học PHP và MySQL, chào mừng các bạn đến với chương trình này. Đó. Thì cái câu chào mừng các bạn này chính là cái nội dung của cái trang chào.php. Thì khi dùng lệnh require thì các cái loại thông tin thường dùng thì chúng ta lưu ý, nếu như các câu lệnh PHP được viết ở trong file có cái phần mở rộng là .html thì lúc này nếu mà chúng ta dùng lệnh require thì nó không thực hiện được. Vậy thì lúc này muốn chèn được thì các câu lệnh PHP phải được khai báo trong các cái thông tin có kiểu như là INC hay là PHP. Đó. Thì chỉ có cái dạng này thì chúng ta mới có thể chèn thông qua lệnh require được.
Thì khi thực hiện require thì chúng ta chú ý là PHP nó không quy định cái cách đặt tên file đối với file được chèn. Cái này ta muốn đặt tên gì cũng được. Đó. Vì sao là tên chúng ta không nên có khoảng trắng và không nên có cái từ đặc biệt. Và khi dùng require để ta chèn trang, á, chèn file á, thì cái nội dung của file đó sẽ trở thành một phần ở trong cái trang PHP khi chúng ta biên dịch, khi chúng ta chạy cái trang PHP đó lên. Đó. Ví dụ như cái ví dụ vừa rồi, ở đây chúng ta có trang home cho PHP và cái trang chào. Thì khi chúng ta require, chúng ta nhúng cái trang chào vào đây, thì khi chúng ta build cái trang home cho PHP này, thì cái nội dung của trang chào này nè sẽ được nhúng vào đây. Nhúng vào đây. Cái lúc này ở trong cái trang home cho PHP nó sẽ có tới ba câu echo là có 3 dòng echo. Nội dung của trang chào sẽ được đưa trực tiếp vào đây tại thời điểm chúng ta thực thi cái trang web. Và khi dùng là require để chúng ta chèn các cái đoạn PHP từ các tập tin khác vào, thì nội dung các câu lệnh ở trong các tập tin đó phải được đặt trong cặp thẻ PHP, như là mở ngoặc chấm hỏi PHP và cặp tắc là chấm hỏi PHP, cái chấm hỏi đóng ngoặc. Đây chính là cái cặp tắc để khai báo ngôn ngữ PHP. Nếu mà không có cặp thẻ PHP này á, nếu không có cặp thẻ này thì các câu lệnh này nó trở thành dạng văn bản, trở thành dạng text hoặc là cái dạng HTML. Và khi chúng ta require và đưa vào, nhúng vào trong cái trang web, trong một trang PHP, thì nó sẽ hiểu đây là nội dung văn bản và nó hiển thị thôi, chứ nó không có biên dịch để thực thi được cái đoạn code này. Tương tự, việc dùng require chúng ta có thể dùng để thực hiện trên các cái template. Ví dụ như nếu ứng dụng web có cùng một mẫu thiết kế ha, và chỉ khác nhau về nội dung bên trong thôi, lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái template, tạo ra một cái mẫu template, và chúng ta sẽ khai báo các cái biến trình bày dữ liệu bên trong template đó. Và khi template được thực thi thì tất cả các biến này sẽ có giá trị và cái trình bày nó giống nhau, và ta có thể sử dụng nó nhiều lần. Và cái template này chúng ta có thể dùng là require để chúng ta chèn vào. Ví dụ trong cái ứng dụng web của chúng ta, phần header và footer thường được dùng để hiển thị thông tin là về quảng cáo hoặc là về thông tin tác giả. Thì chúng ta thấy là trong hầu như tất cả các trang web, hầu như hết tất cả các trang đều có header và footer hết. Và lúc này chúng ta có thể tạo ra một cái trang là header.inc để chứa thông tin định dạng và nội dung cho cái phần đầu trang cũng như là cái phần cuối trang. Và cái trang này sau khi ta xây dựng xong, chúng ta có thể chèn vào bên trong các trang web thông qua lệnh là require. Để ta sẽ minh họa thử cái lệnh require. Ví dụ đầu tiên chúng ta xây dựng trang chào. Rồi ta lại echo. Chúng ta thêm tag br cho nó xuống dòng. Và có một cái trang đơn giản như thế này. Rồi chúng ta có cái trang thứ hai.
Nào, giờ ta có hai cái trang web như vậy. Đây là trang chào, nó xuất ra chào mừng các bạn. Và cái trang home, có hai cái dòng thông báo như thế này. Bây giờ ta muốn nhúng, ta muốn chèn cái trang chào này, và dùng trang chào này vào bên trong trang home. Giống như là chúng ta gõ cái động lệnh echo này nè, vào bên trong trang home, giống như thế này. Có nghĩa là chúng ta sẽ xuất ra ba câu ba dòng thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lệnh require, thì lúc này ở đây cái trang home này chúng ta đã có các cái tag HTML để định dạng trong web rồi. Lúc này bên trang chào á, chúng ta không cần những cái tag HTML đó nữa, mình sẽ bỏ hết đi. Ta chỉ cần để lại cái tag PHP để khai báo cái đoạn lệnh PHP mà thôi. Rồi bên trang home, lúc này chúng ta sẽ dùng lệnh require và chúng ta truyền vào đường dẫn của cái tập tin mà chúng ta muốn chèn. Do lúc này hai cái tập tin là chào.php và home.php ta lưu trong cùng một thư mục, nên chúng ta không cần phải chỉ ra đường dẫn. Chào.php. Nào bây giờ ta refresh. Nó bỏ cái dòng này đi, bỏ cái dòng require đi. Refresh, nó sẽ mất. Để cái dòng require thì nó sẽ hiển thị trở lại. Giống như là chúng ta gõ ba cái dòng echo. Bây giờ nếu như ở trong cái trang chào này mà chúng ta không có cái tag PHP. Ta không có tag PHP. Thì lúc này cái lệnh echo này nó trở thành một cái đoạn văn bản. Và khi chúng ta chèn vào như thế này thì kết quả nó như thế nào? Nó trở thành một cái đoạn văn bản. Nó in ra cái chuỗi văn bản chúng ta. Và cái tag PHP này nó hiểu đây là một cái tag HTML. Nó tag HTML và nó xuống dòng, nó đẩy cái chữ chấm phẩy này xuống dòng. Và lúc này ta thấy muốn để cho cái ứng dụng ta nó hiểu được đây là một cái đoạn lệnh được viết bằng PHP, nó có thể biên dịch và thực thi được, thì chúng ta phải đặt nó trong một cái tag PHP. Lúc này nó sẽ hiểu. Từ khóa thứ hai là từ khóa include. Thì cách sử dụng của include cũng tương tự như là require. Tuy nhiên điểm khác nhau giữa include và require là khi nội dung bị lỗi, thì nếu mà chúng ta dùng require nó sẽ xuất hiện cái báo lỗi đó. Trong khi nếu mà chúng ta dùng include thì nó chỉ xuất hiện cảnh báo thôi. Ví dụ, tôi quay lại cái ví dụ. Ví dụ đây cái lần echo này chúng ta viết bị sai. Ta viết bị sai chẳng hạn, cái khóa echo ta viết bị sai. Ta refresh. Thì lúc này nó xuất hiện đây là một cái thông báo lỗi, syntax error, nó xuất thông báo lỗi Còn nếu mà chúng ta thay thế ở đây, thay vì ta dùng require, ta dùng include. Thì trường hợp này thì đây là lỗi cú pháp rồi, cho nên thì cái việc cảnh báo giữa require và include thì nó như nhau. Nhưng mà nếu mà cái lỗi khác, lỗi thi hành thì lúc này sẽ xuất cảnh báo. Và một cái điểm nữa là trong những cái file có dùng require thì không nên sử dụng các cấu trúc điều khiển. Vì nó sẽ không hiệu quả. Còn nếu không á, nếu mà có cấu trúc điều khiển ta nên dùng include thay cho require, nó sẽ hiệu quả hơn. Thì cú pháp của include cũng giống như cú pháp của require. Ví dụ chúng ta có một cái trang web để tính tổng tín hiệu. Chúng ta có một cái trang web tính tổng, lúc này chúng ta có thể dùng include
hoặc là dùng require để ta chèn vào. Đấy. Nhưng mà bên trong nếu như ta có sự cấu trúc điều khiển thì ta nên sử dụng include thay cho require. Và ngoài include và require thì ta sẽ có thêm hai từ khóa nữa, đó là include one và require one. Require one và include one là hai cái dạng biến đổi của include và require. Thì mục tiêu của hai cái từ khóa include one và require one này á là đảm bảo cho việc chèn file chỉ thực hiện duy nhất một lần. Đã. Thì khi mà chúng ta sử dụng include one hoặc là require one á, thì cái việc chèn file này chỉ thực hiện khi chúng ta load cái trang web đó lên thôi. Còn khi trang web đó được port back về server và khi nó refresh á, nó không có chèn lại cái nội dung đó nữa. Nhưng nếu mà chúng ta dùng require và include á, thì khi mà cứ mỗi lần port back như vậy nó sẽ chèn lại cái đoạn mã đó vào trong trang web. Thì cái hàm include qua và require qua này nó đặc biệt trở nên hữu ích khi chúng ta sử dụng nó để chèn các cái thư viện hoặc là các cái hàm. Và khi chèn các cái thư viện các hàm như vậy, nếu mà ta dùng require và include nó sẽ chèn nhiều lần. Và nếu như vô tình chúng ta chèn lại lần thứ hai và khi khai báo một cái hàm đã được xây dựng sẵn trước đó rồi thì nó sẽ bị lỗi vì trùng hàm. Cho nên ta sẽ dùng include qua và require qua trong trường hợp này thì nó sẽ hữu ích hơn. Thì cái việc mà một file được chèn hai lần đó, thì nó thường xảy ra trong những các ứng dụng lớn khi có nhiều file thư viện khác nhau được chèn vào trong một cái file chung, ví dụ như là file index hoặc là file home cho PHP. Thì trong trường hợp một file được chèn vào bởi require one hay là include one đó, thì chỉ có lần đầu tiên khi ta load trong web lên thì nó hoạt động giống như require và include thôi. Còn những cái lần sau khi ta port back về server khi trong web được refresh rồi pop-back thì nó không có chèn lại nữa, nhưng mà nếu mà require và include thì nó sẽ chèn. Tuy nhiên nó có một điểm mạnh nữa, đó là khi chúng ta dùng require one và include one để chèn một cái file đã được chèn trước đó rồi thì cái file này sẽ không được chèn nữa. Đó là điểm đặc biệt của require one và include one. Còn nếu mà ta dùng require và include thì file nó vẫn tiếp tục được chèn. Phần kế tiếp là chúng ta đi xây dựng các lớp xử lý. Thì ở đây chúng ta sẽ có lớp xử lý bảng và các lớp xử lý nghiệp vụ. Thì lớp xử lý bảng là cái lớp cung cấp các cái phương thức cho phép chúng ta làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu, như là tạo kết nối, như là thực hiện các loại truy vấn. Còn lớp xử lý nghiệp vụ là lớp xử lý trên các bảng dữ liệu cụ thể. Đầu tiên là lớp xử lý bảng. Thì các cái lớp xử lý bảng và xử lý nghiệp vụ này khi chúng ta học cũng đã được cung cấp sẵn và chúng ta đã hiểu rõ được các thành phần ở trong các lớp này như thế nào rồi. Thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là ý nghĩa của các cái thành phần đó. Vì nếu mà chúng ta có làm bài thi thì các cái lớp này cũng đã được cung cấp sẵn. Và sau này chúng ta làm đề tài thì các cái lớp này cũng đã được cung cấp sẵn. Rồi vấn đề là chúng ta nắm được ý nghĩa của các thành phần trong đó để chúng ta sử dụng nó một cách có hiệu quả. Thì cú pháp khai báo lớp chúng ta sẽ là class rồi tên lớp rồi sau đó sẽ là các khai báo đã đặt trong cặp dấu mở ngoặc móc và đóng ngoặc móc. Ví dụ đây ta khai báo một lớp là có tên là database, class database. Vậy các thuộc tính được khai báo ở trong lớp xử lý bảng thì đây ta sẽ có ba thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là var$sql, thứ hai là var$connection, thứ ba là var cursor.
Thì trong đó cái biến SQL này được dùng để chứa nội dung của lệnh truy vấn. Còn connection được dùng để chứa kết quả trả về bởi hàm MySQL Connect, và cursor được dùng để chứa kết quả trả về của hàm MySQL Query. Đây là ba thuộc tính mà ta khai báo ở trong lớp xử lý bảng. Rồi bên trong lớp xử lý bảng, chúng ta sẽ khai báo cái thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu thông qua hàm khởi tạo của lớp, và các bạn sẽ dùng cái function database. Database là tên của hàm, nó trùng với lại tên lớp. Ở bên trong chúng ta sẽ tiến hành khai báo các thông tin. Chúng ta gán thông tin cho connection bằng MySQL Connect, ta gọi tới cái hàm MySQL Connect, nó truyền vào để ta kết nối. Và ở đây chúng ta lưu ý trong cái phần khởi tạo này chúng ta có cái dòng là biến, ta có một cái biến DB gắn bằng tên của cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng. Thì tùy theo từng cơ sở dữ liệu tên gì mà ta sẽ truyền, ta có thể sửa đổi cái thông tin ở đây. Ví dụ ta muốn kết nối tới cơ sở dữ liệu là quản lý bán sữa thì lúc này sẽ gắn biến DB bằng chuỗi quản lý bán sữa, hoặc là cái tên cơ sở dữ liệu đây nó sẽ sửa đổi cho phù hợp với cơ sở dữ liệu mà chúng ta muốn kết nối. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng hàm là MySQL SelectDB, chúng ta chọn cơ sở dữ liệu đó. Rồi bước kế tiếp là chúng ta xây dựng các cái phương thức để đọc và gán giá trị cho các cái thuộc tính. Ví dụ để gán giá trị cho thuộc tính SQL, lúc này ta xây dựng một cái phương thức là function set query, ta truyền vào tham số là SQL. Để ta dựa vào tham số đó ta gán lại giá trị cho cái thuộc tính SQL. Cái đấy ta xây dựng một cái phương thức để lấy về toàn bộ các dòng dữ liệu có trong bảng. Lúc này ta xây dựng một cái phương thức là query, function query. Và bên trong đó chúng ta sẽ sử dụng hàm MySQL query. Chúng ta thực hiện cái nội dung của lệnh truy vấn được lưu ở trong cái thuộc tính SQL dựa trên connection, dựa trên kết nối được lưu trong thuộc tính connection. Và kết quả của hàm này nó trả về, ta lưu trong cái thuộc tính cursor. Kế tiếp chúng ta xây dựng phương thức để lấy về toàn bộ các dòng dữ liệu có trong bảng. Chúng ta xây dựng một cái phương thức có tên là load all rows, load all rows. Đó. Ở trong này chúng ta sẽ gọi tới cái phương thức query mà ta đã xây dựng, ta mới vừa tìm hiểu để lấy về các dòng dữ liệu. Nếu mà chúng ta đọc không thành công nó trả về null. Và ngược lại, chúng ta sẽ duyệt qua các dòng dữ liệu. Duyệt qua các dòng dữ liệu và chúng ta lưu vào trong một cái biến mạng. Kế tiếp ta xây dựng phương thức đóng kết nối. Bây giờ ta xây dựng phương thức là function disconnect. Bên trong ta dùng hàm MySQL close để ta đóng kết nối dựa trên cái thông tin được lưu trong cái thuộc tính connection. Thì đó là các cái thành phần mà ta khai báo trong lớp xử lý bảng. Còn đối với lớp xử lý nghiệp vụ, thì lúc này chúng ta sẽ khai báo các cái phương thức thường sử dụng cũng như các cái phương thức riêng cho các cái lớp nghiệp vụ. Thứ nhất, đặc điểm thứ nhất là các lớp xử lý nghiệp vụ này phải được kế thừa từ lớp xử lý bảng, kế thừa từ lớp database. Vậy thì ngoài các phương thức, các cái thuộc tính được khai báo trong lớp database ra, chúng ta có thể khai báo thêm các cái thành phần, các thuộc tính riêng cho mỗi lớp, hoặc là có các cái hàm xử lý đặc trưng cho từng lớp đó, ví dụ như là đọc thêm hoặc là cập nhật xóa dữ liệu. Thì cú pháp là chúng ta sẽ sử dụng từ khóa extend để khai báo lớp kế thừa. Ví dụ đây ta có class rồi tên lớp xử lý nghiệp vụ extend database, hay là sẽ kế thừa từ lớp database.
Thì các phương thức thường sử dụng ở trong lối xử lý nghiệp vụ gồm có là đọc dữ liệu, thêm dữ liệu, cập nhật lại dữ liệu và xóa dữ liệu. Đối với phương thức đọc dữ liệu thì kết quả trả về là một mảng chứa các mẫu tin trong bảng cần đọc. Thì đây ta sử dụng phương thức là đọc danh sách. Ở bên trong chúng ta sử dụng cái phương thức set query. Phương thức set query này được xây dựng ở trong lớp sửa database để chúng ta gán lại cái câu lệnh truy vấn cho thuộc tính SQL. Ví dụ đây là select style from tên bảng. Tên bảng này tùy theo chúng ta muốn xây dựng lớp sửa nghiệp vụ đọc dữ liệu cho bảng nào, ta truyền tên bảng tương ứng vào. Rồi sau đó chúng ta gọi cái phương thức load all row để đọc toàn bộ các dòng dữ liệu có trong bảng đó và lưu vào trong biến resource. Rồi sau đó chúng ta gọi phương thức disconnect để đóng kết nối và trả về kết quả là biến resource. Với phương thức thêm dữ liệu, thêm một mẫu tin mới vào bảng thì chúng ta cũng gọi cái phương thức set query trong lớp database để chúng ta gán lại câu lệnh truy vấn insert cho thuộc tính query, cho thuộc tính SQL. Rồi chúng ta cũng gọi cái phương thức query, gọi phương thức query để thi hành cái câu lệnh insert into đó. Và sau khi thi hành xong, chúng ta cũng gọi disconnect để ngắt kết nối và trả về kết quả. Ở phương thức cập nhật dữ liệu và chúng ta cũng gọi phương thức set query và truyền vào câu lệnh update. Ở bên trong đó chúng ta cũng gọi phương thức query để thực hiện câu lệnh update đó và gọi phương thức disconnect để ngắt kết nối. Thứ tự để xóa dữ liệu, chúng ta cũng gọi phương thức set query với câu lệnh delete. Delete from tên bảng where cái điều kiện. Rồi chúng ta sẽ đưa vào cái điều kiện chúng ta muốn xóa. Cái điều kiện này có thể được truyền vào thông qua danh sách các tham số của cái phương thức xóa. Rồi sau đó chúng ta cũng dùng phương thức query được khai báo trong lớp database để chúng ta thực hiện các loại truy vấn. Và sau khi thực hiện xong cũng gọi disconnect và trả về kết quả. Rồi sau khi chúng ta xây dựng được các lớp xử lý cho ứng dụng rồi, bây giờ để sử dụng nó thì chúng ta sẽ chèn các lớp xử lý này vào trong cái trang PHP và sau đó chúng ta sẽ đi khai báo và sử dụng các cái thành phần. Thì đầu tiên để chèn thì trường hợp này chúng ta nên sử dụng lệnh include one để chúng ta chèn. Vì lúc này bên trong cái lớp xử lý nghiệp vụ chúng ta sẽ đã có các cấu trúc điều khiển, chúng ta khai báo các cấu trúc điều khiển, khai báo thuộc tính, chúng ta khai báo các phương thức rất là nhiều. Bây giờ ta nên dùng cái include one để ta chèn. Sau khi chèn vào rồi, ví dụ đây chúng ta muốn chèn lớp xử lý sửa được lưu trong thư mục data vào trang chi tiết sửa. Lúc này trong cái trang chi tiết sửa chúng ta sử dụng là include one và truyền vào data duyệt xử lý sửa trong PHP. Thì sau khi chèn vào rồi thì coi như là cái nội dung của cái tập tin đó, của tập tin của cái lớp xử lý sửa đó, nó đã được chèn vào bên trong cái trang PHP rồi. Và lúc này ta chỉ việc khai báo nó, ta sử dụng. Đầu tiên là chúng ta khai báo một cái thể hiện lớp. Ví dụ chúng ta có một cái biến là xử lý tên lớp bằng new tên lớp mà ta khai báo trong cái lớp nghiệp vụ. Ví dụ ta có cái biến là xử lý sửa bằng new xử lý sửa. Xử lý sửa chính là cái tên của class tên lớp xử lý sửa mà ta mới vừa chèn. Và sau đó chúng ta sẽ gọi các cái phương thức cần thiết để thực hiện yêu cầu xử lý. Cũng giống như là việc gọi này cũng giống như là chúng ta xây dựng cái lớp trực tiếp ở trong trang PHP, không có gì khác cả.